Y đạo quan đồ, chương nhất Trâm Chương 1481, phép hô hấp dưới nước. 1. Tang bối bối cảm thấy chưa đang ở trên một con thuyền nhỏ lắc lư, rất nhanh cô ta liền ý thức được đây chỉ là ảo giác của bản thân, hiện tại cô ta đang nằm trên lưng của một người nào đó, tang bối bối thở hắt ra, một luồng khí nóng phả vào cổ trương dương, ngơ ngứa, trong bóng tối trương dương cười khẽ tỉnh rồi à. Ừ, tang bối bối thấp giọng trả lời, sau đó nói tôi còn sống à? trương dương nói trên người cô tổng cộng có bốn vết thương do súng bắn, tám vết thương do đao chém, nhưng không có chỗ nào bị thương tới nơi yếu hại. tuy rằng trên đao có độc rắn, nhưng cô vẫn kiên trì chạy từ xa tới hương sơn biệt viện, không ngờ vẫn không bị rơi vào trong tay đám người của trương bích quân. sinh mệnh lực của cô đúng là rất kiên cường. tang bối bối có chút ngượng ngùng cười cười, sau đó áy náy nói xin lỗi, tôi lại mang đến phiền phức lớn cho anh rồi. Trương Dương nói, "Là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh khỏi, cô vào lúc hoạn nạn có thể nghĩ tới tôi, chứng tỏ cô thực lòng coi tôi là bạn." Tang Bối Bối chán nản nói, "Đáng tiếc chuyện này bị tôi làm hỏng rồi." Trương Dương nói, "Cho nên mới nói cô ngay từ đầu đã không nên gạt tôi ra ngoài, nếu kế hoạch bắt cóc của cô tính cho tôi một phần, vậy thì tình thế hiện tại sẽ có lợi cho chúng ta hơn nhiều." Tang Bối Bối tuy rằng quen Trương Dương chưa lâu, nhưng hắn là người bất kể là như thế nào cũng sẽ không làm ra chuyện có lỗi với bạn bè bảo hắn đi bắt cóc vợ chưa cưới của thường lăng phong không bằng bảo hắn đi chết trương dương nói tôi nghe nói cô cuối cùng vẫn tha cho trương duệ dung tang bối bối nói người hại chết anh tôi là trương bích quân không phải là cô ta tuy rằng tôi rất muốn trương bích quân phải nếm thử cảm giác mất đi người thân nhưng tôi cuối cùng vẫn không nhẫn tâm được trương dương nói cho nên mới nói cô là một cô gái lương thiện bởi vì lòng nhân từ của tôi mà phải trả giá đắt, thật ra tốn vốn có thể giết chết Trương Bích Quân, nhưng tôi không ôm lòng tất chết." Tang Bối Bối có chút hổ thẹn. Trương Dương nói, chẳng ai muốn chết cả, thế giới này tươi đẹp như vậy, còn lại còn trẻ, đừng nói là cô không nỡ, tôi cũng chẳng nỡ chết, nếu không thì cũng không phí sức cứu cô." Tang Bối Bối nói, tôi liệu có mang tới phiền phức cho anh không?" Trương Dương nói, tôi không sợ phiền phức, hiện tại cô ta không nắm được thóp của tôi nhưng chúng ta không thể trốn mãi trong hương sơn biệt viện được, mẹ nuôi của tôi có thể chấn trụ được nhất thời, nhưng thủ hạ của Trương Bích Quân sẽ không rời khỏi đây, chắc là hiện tại đã nghiêm mật theo dõi hương sơn biệt viện rồi, cho nên, chúng ta phải rời khỏi nơi này. Audio điện tử võ tấn bền Một con đom đóm bay lên không, chiếu ra ánh sáng le lói về phía mạch nước ngầm phía trước, tăng bối bối trợn tròn mắt, đẹp quá. Mặt cô ta dán sát vào vai Trương Dương, lặng lẽ thưởng thức cảnh đẹp khó gặp này. Trương Dương cóng cô ta đi tới ven mạch nước ngầm, chỗ đó có cái bè da của hắn đặt ở đó từ trước, Trương Dương đặt tang bối bối lên trên bè, sau đó đẩy bè vào nước rồi nhảy lên, dùng hai tay khống chế bè theo mạch nước ngầm đi xuống hạ du. Bí mật của mạch nước ngầm này chắc là không giấu được, là Tuệ Ninh không thể vĩnh viễn ở lại chỗ này, càng không thể chính diện đối nghịch với quốc an, điều bà ta có thể làm chỉ là kéo dài thời gian, nếu để quốc an chứng thực tang bối bối ở trong hương sơn biệt viện, Đối với Trương Dương, đối với La Tuệ Ninh, thậm chí đối với Văn Quốc Quyền đều sẽ sinh ra ảnh hưởng, trước mắt muốn xoay chuyển cục diện, nhất định phải chạy đi trước khi quốc an phát giác. Hiện tại Trương Bích Quân chỉ sợ đã chuẩn bị vô số tội trạng gán cho Tang Bối Bối, chỉ cần bị cô ta bắt được thì chuyện sẽ trở nên phiền toái, Trương Dương cũng đoán trước được điều này, Trương Bích Quân rất có thể sẽ lợi dụng chuyện lần này để kéo mình xuống bùn, bởi vì Trương Bích Quân ngay từ đầu đã hoài nghi sự kiện bắt cóc lần này là hắn và Tang Bối Bối liên thủ làm ra cô ta hiện tại sở dĩ không ra tay với mình, không phải là là cố kỵ bối cảnh của mình mà là vì cô ta không có chứng cớ. Đêm nay đối với Trương Bích Quân mà nói không nghi ngờ gì nữa là một đêm cực dài, cô ta một mực nhớ lại gì đó, lại tựa hồ như đang đợi gì đó, bên ngoài vang lên tiếng mưa hắt vào cửa kính, trong đêm tối vô cùng rõ ràng. Di động ở trên tủ đầu giường đổ chuông, Trương Bích Quân cầm lấy điện thoại, cuối cùng nghe thấy giọng nói mà cô ta đang chờ mong. Em có khỏe không? Vẫn ổn, duệ dung cũng không sao. Đầu kia điện thoại truyền đến một tiếng thở dài thật sâu. Trương Bích Quân nói, anh không cần lo lắng, e có thể khống chế được cuộc diện. Thằng nhóc đó phiền thật. Trương Bích Quân nói, lần này hắn không chạy được đâu, mặc dù có La Tuệ Ninh che chở cho hắn, nhưng em đã cho người nghiêm mật giám thị tòa nhà đó, cho dù hắn mọc cánh cũng không bay ra được. Trước tiên phát tán những chứng cứ bất lợi đối với hắn ra ngoài đã. Phan gia sẽ không bởi vì một thằng con nuôi mà mạo hiểu danh dự chính trị đâu." Trương Bích Quân nói, tang bối bối trong tay có một số tư liệu trộm được từ chỗ cha Tấn Bắc. Cha Tấn Bắc không nắm được thứ gì có tính thực tế cả, sợ gì chứ?" Trương Bích Quân nói, nhưng cô ta đã biết quan hệ của e và Duệ Dung. Đối phương trầm mặc, qua một hồi lâu mới, em có từng nghĩ, có lẽ tang bối bối chỉ là đang lừa em, nếu trong tay cô ta thật sự có chứng cứ thiết thực, vì sao không đưa chuyện này ra ánh sáng?" Anh thấy trong tay cô ta căn bản căn bản không có chứng cứ gì cả, chỉ là đang chơi tâm lý chiến với em thôi." Trương Bích Quân nói, "Em nên làm gì bây giờ? Cái chết của Triệu Quân khẳng định có thể khiến cho cao tầng của tổ chức chú ý, chuyện này phải tìm người chống đỡ, phí kỳ đã chết, có thể đem chuyện này tính lên đầu hắn, việc này phải khai báo rõ ràng, không thể trì hoãn được. Về phần Trương Dương và Tang Bối Bối, nhất định phải khiến chúng trả giá vì hành vi của mình." Trương Bích Quân nói, trước mắt người của em vẫn không tìm thấy Trương Dương. Hắn ra càng muộn thì chuyện càng phiền phức. Trương Bích Quân như ngộ ra gì đó. Trước khi đối phương gác điện thoại gác điện thoại, nói khẽ, dưỡng thương cho tốt đi, cho chuyện này xong rồi, chúng ta có thể vĩnh viễn ở bên nhau. Trương Bích Quân không nói gì, ánh mắt ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, không có chút vui sướng nào, thứ có thể tìm thấy chỉ là sự cô đơn và trống vắng. Đẩy bè xuôi xuống, phía trước chính là vách đá, Trương Dương dùng mái chèo trống vào vách đá, dòng nước vẫn tiếp tục xuôi về trước, có điều bè lại không thể nào tiến tới được. Hắn giúp tang bối bối lên bờ, bảo cô ta đứng tại chỗ chờ, tuy rằng phát hiện ra mạch nước ngầm này chưa lâu, nhưng Trương Dương vẫn chưa bao giờ tìm kiếm cửa ra ở đâu. Hắn duỗi tay, nói tôi xuống xem thế nào, tìm thấy cửa ra rồi sẽ quay về tìm cô. Tang bối bối gật đầu, cô ta nói khẽ có lẽ nên mang theo một bộ đồ lặn. Trương Dương cười nói, không có việc gì đâu, tôi có thể nín thở ở dưới nước rất lâu. Trương đại quan nhân không hề khoa trương, đại thừa quyết có thể giúp hắn hô hấp tự nhiên ở dưới nước, trương dương nhảy vào trong nước rồi thuận theo dòng nước bơi đi, nước sông rất sâu, tốc độ của dòng nước không tính là quá xiết, bơi dưới nước hơn 10 phút, mới nhìn thấy trên đỉnh đầu có ánh sáng chiếu vào, trương dương trồi lên mặt nước, nhìn thấy mình đang ở trong một dòng sông lớn, bình minh đã đến, bầu trời phát ra màu sáng trắng, mưa giống như những hạt trâu đứt khỏi dây không ngừng rơi xuống mặt sông. Trương Dương từ cảnh vật chung quanh phân biệt được nơi này là một con sông gần biệt viện, không có tên, cách biệt viện không đến một cây em, có điều chắc đã thoát khỏi phạm vi giám thị của quốc an. Trương Dương hít sâu một hơi rồi một lần nữa lặn xuống, bơi ngược trở về, bởi vì bơi ngược dòng, lần này phải mất tới hơn 20 phút mới đến được bờ, nhìn thấy Tang bối bối đang ngồi ở đó nhìn mặt nước với vẻ trông mong. Trương Dương không khỏi bật cười, sao? Cho rằng tôi không quay lại à? tang bối bối cười, loại giống làm người hùng như anh, sao có thể bỏ qua cơ hội để thể hiện mình chứ? Trương Dương thở dài nói, nghe cô nói như vậy, tôi cứu cô căn bản chính là để thỏa mãn tư dục của mình. Tang bối bối nói, lòng người cách ra bụng, anh rốt cuộc có ý đồ gì thì tôi làm sao mà biết được. Trương Dương nói, từ nơi bay bơi ra đại khái cần khoảng 20 phút. Tang bối bối nghe vậy thì không khỏi cảm thấy mất mát, với trình độ bơi của cô ta thì căn bản không kiên trì được lâu như vậy. Trương Dương nói, đừng sợ, có tôi ở đây, tôi có thể giúp cô ở trong kho lạnh kiên trì 3 tiếng, 20 phút tất nhiên là chẳng cần bận tâm, có điều. Tang bối bối nói, có điều làm sao? Trương Dương nói, lần này khác với lần ở trong kho lạnh, ở trong kho lạnh, cô chỉ cần nằm một chỗ giả chết là được, nhưng hiện tại tay chân của cô phải cử động, có rất nhiều chỗ rất hẹp, phải dựa vào năng lực của chính cô để bơi ra, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp để cô tiến vào trạng thái hôn mê rất không tốt đối với thân thể của cô, có thể sẽ tạo thành di chứng nghiêm trọng. Trương Đại Quan Nhân không lừa cô ta, bất kỳ chuyện gì đều có tính hai mặt, Tức Phật cũng không thể tùy tiện sử dụng, trạng thái thân thể hiện tại của Tang Bối Bối cũng không tốt, không thích hợp sử dụng Tức với cô ta. Tang Bối Bối nói, vậy tôi đành phải trốn ở chỗ này rồi. Trương Dương nói, cái đó cũng không cần, tôi có thể giúp cô hô hấp hắn chỉ chỉ vào miệng mình. Tang bối bối tuy rằng phóng khoáng, nhưng khuôn mặt đang tái nhợt cũng không khỏi đỏ lên. Cô ta chừng mắt lườm Trương Dương một cái rồi nói, tôi vừa mới có ấn tượng tốt với anh thì không ngờ anh lại lập tức bại lộ cái mặt nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của rồi. Trương Đại Quan Nhân cười nói, cô nếu thực sự thấy tôi muốn chiếm tiện nghi của cô vậy thì hỏng rồi, trốn ở đây một chốc một lát thì đám người của Trương Bích Quân có lẽ sẽ không tìm tới. Có điều Trần Tuyết đã che cửa ra bên kia rồi, chúng ta tạm thời không ra được, Cô nam quả nữ ở cùng một chỗ càng lâu thì chẳng phải là càng nguy hiểm ư? Tang Bối Bối nghe thấy câu này, đôi mắt đẹp tròn xoe, bỗng nhiên đứng dậy, nhảy vào trong mạch nước ngầm. Chương 1482, phép hô hấp dưới nước. Hai. Trương Đại Quan Nhân cũng không ngờ cô ta dứt khoát như vậy, liền nhảy xuống theo cô ta. Rất nhanh liền đuổi kịp Tang Bối Bối, Tang Bối Bối bởi vì thân thể có nhiều chỗ bị thương, tốc độ bơi trong nước của cô ta rõ ràng bị ảnh hưởng trong tay cô ta cầm một cây gây phát sáng, Trương Dương bơi tới, nắm lấy tay cô ta, để tránh cô ta bị dòng nước đẩy đi nơi khác. Vừa bơi ra được một đoạn thì tang bối bối liền bắt đầu cảm thấy khó thở, cô ta vốn định di động về phía trước thì lại bị Trương Dương túm lại, mượn ánh sáng trắng xanh, nhìn thấy Trương Dương chỉ chỉ vào cái miệng đang chu lên của hắn. Tang bối bối lắc đầu, kiên trì tiếp tục bơi về phía trước, nhưng loại cảm giác ngạt thở càng lúc càng cường liệt, nhìn thấy vẻ mặt xấu xa của Trương Dương ở dưới nước, cô ta hung hăng chừng mắt, vẫn muốn tiếp tục kiên trì, nhưng sự nhẫn nại của cô ta lập tức đạt tới cực hạn, tang bối bối đột nhiên xông đến Trương Dương, ôm lấy cổ hắn, môi dán sát vào môi hắn. Trương đại quan nhân đưa không khí trong miệng truyền vào trong miệng tang bối bối, tuy rằng là đang ở dưới nước, nhưng hai người vẫn cảm nhận được rõ ràng khuynh hướng cảm xúc của môi nhau, loại cảm giác này khiến cho người ta mặt đỏ tim đập, ánh mắt tang bối bối trở nên ôn nhu, sau khi cảm giác ngạt thở vơi đi, cô ta lập tức đẩy Trương Dương ra, chỗ môi hai người vừa tách ra nổi lên một chuỗi bọt. Trương Đại Quan Nhân cười xấu, trong lòng thầm nghĩ hôm nay anh đây bị em cưỡng hôn rồi. Tang bối bối mặt nóng lên, cũng may trước mắt hai người đang ở dưới nước, cô ta tiếp tục bơi về phía trước, Trương Đại Quan Nhân theo sát phía sau cô ta, bơi được một đoạn, Tang bối bối lại bơi tới bên cạnh hắn. Trương Đại Quan Nhân lợi dụng phương thức miệng đối miệng này chuyển vận dưỡng khí cho Tang bối bối, sau khi lập lại hơn 10 lần, hai người cuối cùng cũng thành công bơi ra bên ngoài trên đột nhiên trở nên sáng ngời nhưng tang bối bối đã dùng hết hơi rồi cô ta bơi tới bên cạnh trương dương ôm lấy mặt hắn trương đại quan nhân ôm lấy eo nhỏ của cô ta miệng dí lên môi tang bối bối hai người môi kề môi trương dương đưa không khí trong miệng qua thân thể của hai người mượn sức nước nổi lên trên trương dương nhìn thấy ánh mắt ôn nhu như nước của tang bối bối bọn họ đã trồi lên mặt nước nhưng môi vẫn chưa tách ra Trương Dương cảm thấy cái lưỡi mềm mại của Tang Bối Bối đang chui vào trong miệng mình. Hắn hôn Tang Bối Bối, tay bắt đầu di động trên người Tang Bối Bối. Ư, ừ, mũi Tang Bối Bối phập phồng, chính là Trương Dương không cẩn thận chạm vào vết thương trên ngực cô ta. Tiếng rên này đã kéo hai người về hiện thực. Trời lúc này đang đổ mưa to, cả mặt sông bao phủ trong làn mưa bụi. Tang Bối Bối mặt đỏ tía tai, cô ta đẩy Trương Dương ra, thở hắt nói, cuối cùng cũng ra được rồi. Trương đại quan nhân nghĩ thầm cô ra rồi nhưng tôi thì chưa ra. Tang Bối Bối đã bò lên bờ sông trước, phát hiện Trương Dương vẫn chưa đi theo, quay người lại thì thấy thằng Ôn này vẫn ở dưới nước. Tang Bối Bối vẫy vẫy tay với hắn. Trương đại quan nhân làm ngơ, Tang Bối Bối còn tưởng rằng hắn đã xảy ra chuyện gì, đi tới kéo tay hắn lên bờ, lúc này mới phát hiện cái chỗ đó của thằng Ôn này nhô lên như cái lều, chẳng trách hắn lại không muốn rời khỏi mặt nước, Tang Bối Bối đương nhiên minh bạch đây là chuyện gì. Có chút xấu hổ vô cùng, Trương Đại Quan Nhân thì đánh trống lảng nói, "Quá khẩn trương." Tang Bối Bối hỏi ngược lại, "Khi nam nhân khẩn trương đều như vậy à?" Trương Đại Quan Nhân mặt dày nói, "Đó nam nhân có công năng bình thường." Tang Bối Bối đã sớm lĩnh giáo qua sự vô sỉ của thằng ôn này, biết vào những lúc như thế này tốt nhất đừng tiếp tục tham thảo sâu với hắn, cô ta lau nước mưa trên mặt, nói, "Gần đó có thể có người của Trương Bích Quân mai phục." Trương Dương nói, sự chú ý của bọn họ đều tập trung ở hương sơn biệt việt chắc sẽ không nghĩ đến chúng ta đã trốn ra rồi đâu hắn rất quen thuộc với đường của nơi này dẫn tang bối bối dọc theo sông nhỏ đi xuống tang bối bối đi chưa được mấy bước thì không chịu nổi nữa trải qua trận ác chiến ngày hôm qua hơn nữa vừa rồi bơi xa như vậy của cô ta thể lực của cô ta cơ hồ đã dùng hết trương dương cõng cô ta lên đội mưa tiếp tục xuống núi đúng như trương dương nói Mục tiêu giám sát trọng điểm của người của Trương Bích Quân là Hương Sơn Biệt Việt, bọn họ cũng không ngờ dưới Hương Sơn còn có một cái thông đạo. Trương Bích Quân vào 8 giờ sáng thì nhận được điện thoại của Trương Dương, Trương Đại Quan nhân ngữ khí tràn ngập trào phúng, Trương Cục, nghe nói cô đang tìm tôi khắp nơi hả? Trương Bích Quân hơi ngẩn ra, căn cứ vào tin tức mà cô ta đang nắm giữ, Trương Dương hiện tại chắc đang ở Hương Sơn Biệt Việt, tang bối bối cũng ở đó, xem ra Trương Dương cuối cùng cũng không chịu được, chủ động gọi điện thoại cho cô ta. Trương Bích Quân nói, Trương Dương, người sáng mắt không làm chuyện mở ám, anh đã đưa tang bối bối đi đâu rồi? Trương Dương nói, tôi làm sao mà biết được, nghe nói người của cô tối hôm qua lục soát nhà của tôi, còn mạo phạm mẹ nuôi của tôi, hôm nay tôi tìm cô là để đòi công đạo đây. Trương Bích Quân nói, được, vậy chúng ta gặp nhau. Trương Dương nói, tôi phải đi học, không có thời gian gặp cô. Đúng rồi, cái đĩa đó hay lắm, nói xong hắn liền gác máy cú điện thoại này của trương dương khiến trương bích quân có chút hồ đồ cô ta lập tức gọi cho lưu mục giã tình huống thế nào rồi lưu mục giã nói trương cục chúng tôi ở đây dám thì cả một đêm không ai ra cả hiện tại trời mưa rất to chúng tôi phải canh tới lúc nào đây trương bích quân lạnh lùng nói anh có thể xác định trương dương vẫn đang ở bên trong không lưu mục giã lớn tiếng nói xác định tôi có thể xác định chúng tôi nghiêm mật theo dõi cả tòa nhà này mọi người cả một đêm không ngủ ngay cả ruồi bọ cũng không bay ra được trương bích quân nói trương dương nói hắn đang ở trường đảng cái gì không thể căn bản không thể trương dương tắm rửa rồi thay bộ quần áo khô giáo tang bối bối đã thay thuốc mặc áo tắm trắng ngồi ở đầu giường trương dương nói tôi phải đi học rồi tang bối bối nói anh chủ động tiết lộ chuyện cái đĩa cho trương bích quân không sợ cô ta tìm anh gây phiền toái ư trương dương nói tôi sợ cô ta à Tang bối bối không biết lòng tin của trương dương rốt cuộc là đến từ đâu, có điều nhìn thấy bộ dạng tràn đầy lòng tin của hắn, lại nghĩ tới một thân võ công suất thần nhập hóa của trương dương, có lẽ hắn thực sự có phương pháp đối phó với trương bích quân. Tuy rằng là vậy, tang bối bối dặn dò dặn dò anh phải cẩn thận, trương bích quân chuyện gì cũng dám làm đấy. Sự lo lắng của tang bối bối không phải là dư thừa. Khi trương dương tới trường đảng thì liền có người đến người đến sau khi trương dương ra khỏi phòng học thì nhìn thấy trương bích quân đang đứng trong sân thể dục trương dương cười cười chậm rãi đi tới trương cục không ngờ cô lại đến đây tìm tôi nhất định có việc gấp rồi trương bích quân nhìn này thằng nhóc đáng ghét này vẻ mặt của cô ta vẫn thản nhiên che giấu sự yêu ghét trong lòng rất tốt theo tôi một chuyên trương dương nói nếu tôi nói không trương bích quân nói được mời và bị dẫn đi là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau anh thông minh như vậy chắc có thể phân biệt rõ vì tiền đồ của anh tốt nhất đừng kinh động tới phía nhà trường trương dương nói tôi hình như không làm sai chuyện gì cả trương bích quân nói rất ít người nguyện ý chủ động thừa nhận mình đã làm chuyện xấu tôi muốn tìm chỗ nói chuyện với anh trương dương nói đi đâu trương bích quân nói tổng bộ trương dương nói tôi và các người sớm đã không còn liên quan gì cả Trương Bích Quân ý vị thâm trường nói, tôi vốn cũng hy vọng là vậy, nhưng sự thật chứng minh anh đã khiến tôi thất vọng rồi. Trương Dương bật cười, Trương cục, thật ra tôi buổi sáng còn có một cuộc hẹn, có thể để muộn chút được không? Trương Bích Quân nói, không thể. Lần này Trương Bích Quân quả nhiên đưa Trương Dương về tổng bộ, có chuyện cũng không nằm ngoài ý liệu của Trương Dương, cái đang đợi hắn là vô số tội trạng, Trương Bích Quân nói, anh giấu tang bối bối ở đâu? Trương Dương lắc đầu nói, tôi chưa từng gặp cô ta. Trương Bích Quân nói, Trương Dương, tăng bối bối phản bội quốc gia, bán đứng tổ chức, cái này cũng không phải là trò đùa đâu. Trương Dương cười nói, cô nói như vậy thì tôi cho dù có gặp cô ta cũng chẳng dám nhận. Cô nói tôi giấu cô ta, nếu tôi thừa nhận, há chẳng phải là tôi cũng thành phản bội quốc gia ư? Trương Bích Quân nói, Trương Dương, tôi luôn nghĩ anh là người thông minh, nhưng hôm nay mới phát hiện anh căn bản chính là kẻ không thức thời vụ. Trương Dương cười nói, cô hiện tại cũng hiểu chút ít về tôi rồi đấy. Tôi đang yên lành học ở trường đảng thì cô kéo tôi tới đây, chính là để bắt tôi thừa nhận phản quốc. Cô tưởng tôi là thằng ngu à? Trương Bích Quân nói, Trương Dương, sự khoan nhượng của tôi cũng có mức độ thôi. Rất nhiều người có thể chứng minh và tăng bối bối đã liên thủ tập kích căn cứ huấn luyện bí mật của tổ chức, sát hại đồng nghiệp. Trương Dương nói, dừng, tôi không phải là đồng nghiệp với các cô. Biên chế của tôi là ở Bắc Cảng, các cô là lăn lộn ở Quốc An. Mọi người căn bản không phải là chung một chiến hào. Trương Bích Quân nói: "Trương Dương, anh thực sự cho rằng tôi không trị được anh ư?" Trương Dương nói: "Cô đúng là không trị được tôi, tôi cho dù phạm phải sai lầm thì cũng chỉ có thể là ủy ban kỷ luật quản, cô có nhiều tinh lực như vậy, hay là để quan tâm tới sự an toàn của quốc gia đi, ra hải ngoại mở thêm vài căn cứ đi, việc gì phải phí thời gian với một cán bộ nhỏ ở nơi thâm sơn cùng cốc như tôi làm gì?" Trương Bích Quân nói: "Cái đĩa mà anh nói là gì?" đề tài của cô ta cuối cùng cũng quay về cái đĩa. Trương Dương nói, không có gì cả, chỉ là một cái đĩa, ghi lại một số bí mật, Trương Cục, cô có vẻ khẩn trương quá nhỉ, cái đĩa này có liên quan gì tới cô ư? Trương 1483, Hậu Thủ 1. Trương Bích Quân tức giận đến nỗi sắc mặt, thằng ôn này rõ ràng đang nói cho cô ta biết, hắn đã nắm rõ cả sự việc. Trương Bích Quân nói, Trương Dương, tôi đối với anh trước giờ không có ác ý, nếu không thì anh cũng không tiêu dao đến tận bây giờ đâu. Trương Dương nói, ý của cô là tôi sớm đã nên chết rồi, tôi sớm đã nên nổ banh xác ở trong biệt thự của cha Tấn Bắc rồi phải không? Cho dù lần đó tôi thoát được, thì tôi cũng nên chết ở Bắc Hàn, chết ở căn cứ quân sự Kim Cốc. Tôi hiện tại có thể nguyên vẹn ngồi ở đây là nhờ cô ban cho. Trương Bích Quân nói, anh có từng nghĩ, những chuyện này nếu như toàn bộ lộ ra, còn ai có thể bảo vệ được anh? trương dương hỏi ngược lại cô thấy mình có thể ngồi ngoài những chuyện này được không trương bích quân nói trương dương chuyện không đơn giản như như anh nghĩ đâu cô ta giơ một tập hồ sơ dày lên rồi ném xuống bàn bên trên toàn bộ là ghi chép về anh tùy tiện một chứng cứ nào trong đó cũng sẽ hủy diệt tương lai của anh khiến anh vĩnh viễn không thể lật mình trương dương là thèm xem tập hồ sơ đó tràn ngập khinh thường nói dục ra chi tội hôm nay tôi nếu đã dám tới đây cùng cô chính là đã chuẩn bị cho điều xấu nhất rồi. Trương Bích Quân nói, Trương Dương, tôi rất thưởng thức anh, nhưng thưởng thức không có nghĩa là có thể vĩnh viễn nhẫn nhịn anh. Trương Dương nói, thế thì sao? Trương Bích Quân nói, thế giới này rất lớn, một ai đó biến mất cũng sẽ không có ai chú ý đâu. Trương Dương mỉm cười nhìn Trương Bích Quân, cô ta là đang uy hiếp mình. Trương Bích Quân nói, cho nên, đừng ai nghĩ mình là quan trọng trương dương nói tôi nghĩ là cô không lấy được thứ mà cô muốn từ trên người tôi đâu trương bích quân nói đống trên bàn có thể phá hủy tất cả mọi thứ của anh nếu anh nói cho tôi thứ mà tôi muốn biết vậy thì tôi sẽ thiêu hủy hết chúng trước mặt anh trương dương mỉm cười trương bích quân càng như vậy càng chứng minh nội tâm cô ta rất khẩn trương hắn lắc đầu nói nếu tôi đoán không sai hình chiêu huy và lệ phù đều chết trong tay cô cho nên hai người chúng ta không thương lượng gì cả đồng tử Trương Bích Quân co rút lại, cô ta nói khẽ anh không hối hận chứ. Trương Dương cười nói, người hối hận sẽ không phải là tôi. Trương Bích Quân nói, tôi cho người ba ngày để suy nghĩ. Cô ta ấn một cái nút màu đỏ trên bàn, không lâu sau hai đặc công dáng người khôi ngô xuất hiện trong phòng. Trương Dương nhìn Trương Bích Quân, cô muốn giam giữ tôi. Trương Bích Quân nói, biện pháp phi thường. Trương Bích Quân rất nhanh liền minh bạch một chuyện, thế giới này rất lớn, một hai người biến mất sẽ không có ai chú ý tới, những lời này chỉ là tương đối, Trương Dương sở dĩ dám đi theo cô ta tới tổng bộ là vì hắn đã chuẩn bị tốt. 10 giờ sáng là thời gian tái khám Trương Dương đã hẹn với Tiết lão, Trương Dương trước giờ rất đúng giờ, lần này không ngờ lại lỡ hẹn, đó là hiện tượng chưa bao giờ xảy ra, Tiết lão cảm thấy có chút kỳ quái, cho dù Trương Dương có việc không đến được thì cũng có thể gọi điện thoại nói một tiếng với ông ta. Huống chi, Trương Dương trước khi tới còn đặc biệt nói lần trị liệu này cực kỳ quan trọng, dặn đi dặn lại mình phải chú ý, không ngờ ông ta chú ý nhưng Trương Dương lại không tới. Tiết lão bảo Tiết Vĩ Đồng gọi điện thoại cho Trương Dương, di động Trương Dương không ai nhấc. Tiết lão tất nhiên sẽ không nói bí mật của Trương Dương và ông ta cho Tiết Vĩ Đồng, ông ta thở dài nói, thằng ôn này rõ ràng đã đáp ứng buổi sáng tới đây dạy ta thư pháp, nhưng hiện tại lại thất hẹn, chơi trò trốn tìm với ta. Tiết Vĩ Đồng nói, không sao đâu, chắc là anh ấy đang học ở trường đảng, để cháu đi tìm anh ấy. Khi Tiết Vĩ Đồng đứng dậy đang muốn ra ngoài thì di động đổ chuông, là số lạ gọi, Tiết Vĩ Đồng nhấc máy thì nghe thấy đối phương nói Tiết Vĩ Đồng à. Ở Kinh Thành, ở Kinh Thành rất ít người gọi thẳng tên Tiết Vĩ Đồng, đa số mọi người đều gọi cô ta một tiếng tiết ra, Tiết Vĩ Đồng nói cô là ai. Đừng quan tâm tôi là ai, Trương Dương đã xảy ra chuyện rồi, Trương Bích Quân của cục người đã mang anh ta đi, nói anh ta phản quốc. Tiết Vĩ Đồng trong lòng ngẩn ra, cô nói gì? Anh ta bảo tôi báo cho cô. Đối phương nói xong vội vàng gác máy. Điện thoại này là Tang Bối Bối gọi tới. Trương Dương trước khi đi đã đưa lại số điện thoại của Tiết Vĩ Đồng cho cô ta, mục đích chính là để thông qua Tang Bối Bối chuyển cáo với Tiết Vĩ Đồng chuyện này. Tiết Vĩ Đồng biết chẳng khác nào là Tiết Lão biết. Tang Bối Bối bởi vì lo lắng Trương Dương gặp phiền toái. Chưa đến 11 giờ đã gọi điện thoại cho Tiết Vĩ Đồng, khi đó phát hiện Trương Dương đã mất liên lạc, cô ta không dám chậm chế, trước đây cô ta đi theo Trương Bích Quân nhiều năm, đối với thủ pháp xử sự, sự của cô ta nắm khá rõ, cô ta suy đoán Trương Dương 89 phần 10 đã gặp phiền toái rồi. Cho nên cô ta quyết định rất nhanh, lập tức gọi điện thoại cho Tiết Vĩ Đồng. Tiết Vĩ Đồng buông điện thoại, đi tới bên cạnh ông nội, có chút kích động nói, ông nội, có người lại gọi điện thoại tới, nói Trương Dương đã xảy ra chuyện. Tiết lão hơi ngẩn ra, gì cơ? Tiết vĩ đồng lúc này mới thuật lại nội dung của cú điện thoại vừa rồi. Tiết lão nói, làm bừa bãi, bọn họ có chứng cứ không mà bắt người lung tung. Tiết vĩ đồng nói, ông nội, xem ra chuyện này không phải là đùa đâu. Trương đại quan nhân đã tính toán giành mạch cả sự kiện này. Sau khi trải qua chuyện với tang bối bối, Trương Bích Quân đã không thể không tung ra con bầy tẩy với mình. Cô ta sẽ bất chấp tất cả mọi giá đối phó mình thậm chí chụp cho mình cái mũ phản quốc, theo như lời nói của Trương Bích Quân cô ta trong tay cô ta nắm giữ không ít chứng cớ. Bản thân Trương Dương không phải là hoàn toàn kín kẽ, trước đây hắn từng nhiều lần mượn lực lượng của Quốc An bao gồm bao gồm cả việc giải cứu tần manh manh ở nước Mỹ đại khai sát giới. Lẻn vào phủ đệ của cha Tấn Bắc, tới căn cứ quân sự Kim Cốc Bắc Triều Tiên cứu lệ phù, một loạt chuyện này đều là không thể đưa ra ánh sáng, Trương Bích Quân muốn đối phó mình, có thể tìm ra ngàn vạn lý do tội phản quốc tuyệt đối có thể đánh cho hắn rơi xuống 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không thể lật mình. Tuy rằng phía sau Trương Dương có Tống Hoài Minh, có văn quốc quyền, nhưng bọn họ đối với hành vi của mình ở Quốc An thì hoàn toàn không biết gì cả. Nếu để bọn họ biết, trong lòng bọn họ không biết sẽ nghĩ gì. Nếu Trương Bích Quân bày ra cái gọi là chứng cứ phản quốc này, với vị trí của bọn họ cũng không tiện nhúng tay. Cho nên Trương Dương nghĩ tới Tiết Lão, trước khi Tiết Lão về hưu, Quốc An là do ông ta phụ trách, Hiện tại một đám nòng cốt không ít đều là ông ta để bạt Trương Dương sau khi biết chuyện này mới nghĩ tới phương pháp như vậy hiện tại trên thế giới này người có thể cứu trị tiết lão chỉ có mình hắn Trương Bích Quân muốn đối phó mình chẳng khác nào đối phó với tiết lão Trương Bích Quân nhận thức cũng không đủ về tính phức tạp của chuyện này cô ta bình tĩnh phân tích tình cảnh trước mắt tang bối bối đến bây giờ vẫn cũng không bất kỳ tin tức nào cô ta dùng mã tấu tẩm độc đâm tang bối bối nhiều chỗ dưới điều kiện tiên quyết không có giải dược Tang Bối Bối chắc không sống nổi quá 12 tiếng đồng hồ, tính toán thời gian thì hiện tại cô ta đã chết rồi, còn cái đĩa mà cô ta nói, Trương Bích Quân mơ hồ cảm thấy có thể chỉ là một thủ đoạn mà Tang Bối Bối dùng để đe dọa mình. Cái đĩa có nằm trong tay cô ta hay không thì không chắc, cho dù thực sự có một cái đĩa như vậy tồn tại, nội dung bên trong chưa chắc đã có thể chứng minh điều gì, nếu không Tang Bối Bối đã sớm lấy ra cái đĩa đó để đối phó mình rồi. Trương Bích Quân chủ động bấm số đó, Cô ta thấp giọng kể lại chuyện khống chế Trương Dương cho y. Trương Bích Quân nói xong, đối phương thở dài nói, xem ra hắn biết không ít chuyện, mà cái hiện tại thì chỉ có thể làm vậy thôi, thật ra chúng ta vốn có thể làm bí mật hơn. Trương Bích Quân nói, em không thể mạo hiểm được, nhất định là hắn và tang bối bối liên thủ bắt cóc Duệ Dung, tiếp theo còn chưa biết hắn sẽ làm ra chuyện gì nữa, em phải tiên hạ thủ vi cường. Có thể sẽ gặp một số lực cản Trương Bích Quân nói, trên tay em nắm rất nhiều bí mật của hắn, mỗi một bí mật đều đủ để dồn hắn vào tử địa. Một khi em lấy ra chứng cứ phản quốc của hắn, không ai có thể nói đỡ được cho hắn nữa, không ai hơi đâu đi dính vào phiền phức cả. Những hành động gần đây của em rất khó không bị thượng tầng chú ý, em phải cẩn thận. Chuyện đều là do cha Tấn Bắc gây nên, nếu lúc trước không phải triển khai điều tra đối với hắn, thì sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Đối phương nói khẽ cha tấn Bắc kia đúng là ẩn nấp sâu thật, anh luôn hoài nghi trong tay hắn nắm một số chứng cứ. Trương Bích Quân nói, anh đề cao hắn rồi. Nhìn người tuyệt đối không thể có thể chỉ giới hạn ở bề ngoài, con người hắn tâm nhãn đặc biệt nhiều hơn người khác, chúng ta vẫn nên lấy đề phòng làm đâu. Trương Bích Quân nói, anh yên tâm, lần này e nhất định sẽ xử lý tốt, sẽ không lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào đâu. Thương thế của em sao rồi? Trương Bích Quân nói, đã nói với anh rồi, chỉ là vết thương ngoài da, hiện tại đã đỡ nhiều rồi. Giọng nói của đối phương bỗng nhiên trở nên ôn nhu, "Tiểu Quân, em phải biết chiếu cố bản thân, anh tối nay sẽ trở về, dành thời gian gặp anh đi." Trương Bích Quân lắc đầu nói thôi, đừng gặp mặt vội, tâm tình của em đang loạn, vào những lúc như thế này cũng không tiện gặp mặt anh. Điện thoại trong văn phòng Trương Bích Quân đổ chuông, cô ta lập tức dừng cuộc nói chuyện, cầm điện thoại trên bàn lên là cục trưởng tổng cục gọi điện thoại tới. Đối với người lãnh đạo cao nhất của tổ chức này, Trương Bích Quân vẫn biểu hiện ra vẻ khá cung kính, Hồng Cục tìm tôi có việc à? Giọng nói của cục trưởng Hồng rõ ràng mang theo vẻ không vui, có phải cô bắt Trương Dương không? Trương 1484, Hậu Thủ 2. Trương Bích Quân ngẩn ra, cô ta không ngờ chuyện này nhanh như vậy đã chuyển tới tai cấp trên, Trương Dương bị cô ta mang tới đây không tới 3 tiếng đồng hồ, rốt cuộc là ai đã tiết lộ tin tức ra ngoài. Trương Bích Quân nói, chỉ điều tra theo lệ thôi. Cô chuẩn bị xử lý hắn như thế nào? Trương Bích Quân nghĩ nghĩ một chút rồi cuối cùng cũng nói, Hồng Cục, người này liên quan tới rất nhiều hành vi phạm tội phản quốc, tôi đã nắm giữ được rất nhiều chứng cứ thiết thực. Cục trưởng Hồng ngắt lời Trương Bích Quân, tôi không biết hắn, cũng không rõ lắm hắn rốt cuộc đã làm gì. Nhưng Tiết Lão đã tự mình hỏi đến chuyện của hắn, ông ta hỏi tôi có chứng cứ để bắt người hay không, cô có chứng cứ không? Trương Bích Quân còn chưa kịp trả lời thì Cục trưởng Hồng đã bổ sung chứng cứ trăm phần trăm ấy. Cô có thể gánh vác hậu quả mà sự kiện sinh ra hay không? Nếu cô thấy mình có thể thì tôi có lẽ có thể gánh được áp lực. Nhưng nếu cô không có chứng cứ ác thực, cho dù là chỉ có một chút xíu chỗ không xác định được thì tôi khuyên cô đừng có mạo hiểm, mà tôi cũng không cho phép cô mạo hiểm. Trương Bích Quân cắn cắn môi, cô ta đương nhiên hiểu rõ ý của Cục trưởng Hồng, Hồng cục nói, cô đến bây giờ vẫn chưa trả lời tôi, chứng tỏ trong lòng cô rất do dự. Chúng ta tuy rằng có quyền lực đặc thù, là ngành đặc thù, nhưng cô phải nhớ kỹ, bất kỳ quyền lực nào cũng đều có phạm vi nhất định, chúng ta cũng phải chịu sự chế ước, suy hộ lợi ích quốc gia không phải giấy thông hành để chúng ta muốn làm gì thì làm. Trương Bích Quân nói khẽ, Hồng cục, tôi hiểu mà, tôi sẽ không khiến ngài khó xử đâu. Dập máy, Trương Bích Quân cắn chặt hai môi cắn chặt hai môi. Bỗng nhiên cầm tập hồ sơ về Trương Dương ở trên bàn ném đi, giấy tờ bay trong phòng như bông tuyết, cô ta lúc này mới hiểu Trương Dương vì sao không hề không có sợ hãi, thì ra hắn sớm đã lưu lại hậu thủ. Trương Dương để mình trần, dùng tư thế trồng cây chuối đứng trong phòng giam, hắn giữ tư thế này đã được một đoạn thời gian rồi, chỉ cần hắn muốn, hắn vẫn có năng lực rời khỏi nơi này, nhưng vẫn chưa cần thiết phải làm vậy, trước khi hắn theo Trương Bích Quân tới đây, hắn đã bố trí tất cả, sinh mạng của Tiết Lão có liên hệ chặt chẽ tới hắn. Tiết lão không thể không hỏi chuyện này. Cửa phòng được mở ra, Trương Dương nhìn thấy một hình ảnh đứng ngược, Trương Bích Quân từ bên ngoài bước vào, tư thế đi đường của cô ta có chút mất tự nhiên, đó là bởi vì ngày hôm qua đánh nhau chí mạng với tang bối bối rồi bị trọng thương. Trương Bích Quân nói, anh rất tiêu diêu tự tại. Trương Dương nói, đã đến rồi thì phải chịu thôi, cô nhốt tôi lại, tôi không thể vượt ngục. Nếu như tôi vượt ngục, há chẳng phải là có thêm một tội trạng ư trương bích quân ngồi xuống giường nhỏ vốn cô ta không muốn để trương dương ra ngoài nhưng biến hóa của sự việc đã nằm ngoài ý liệu của cô ta cô ta không biết thằng ôn này làm thế nào mà trèo kéo quan hệ được với tiết lão cô ta nhìn chằm chằm vào trương dương góc độ như vậy có thể cho cô ta nhìn rõ lỗ mũi của trương dương thằng ôn này vẫn mang cái bộ dạng cợt nhả đó giống như căn bản không mình hiện tại đang ở trong tình cảnh nguy hiểm trương bích quân nói đã nghĩ kỹ chưa Trương Dương nói với vẻ trào phúng, cô không phải là nói cho tôi ba ngày thời gian để suy nghĩ ư, nhưng hiện tại còn chưa qua được ba tiếng. Tôi vốn cho rằng tính tôi nóng vội, không ngờ Trương Cục còn nóng vội hơn tôi. Trương Bích Quân sẽ không đến trước thời gian, khẳng định là tang bối bối đã gọi điện thoại, tiết lão đã hỏi đến chuyện của mình. Trương Bích Quân nói, Trương Dương, là một trưởng bối, tôi thực sự không hy vọng tiền đồ của anh bởi vì một nữ nhân mà mất đi. Trương Dương bật cười, trương bích quân đã sửa đổi động cơ phạm tội của hắn rồi trương dương nói cô cũng là nữ nhân cô nói mình đây à trương bích quân nói thứ mà anh tin chưa chắc đã hài hòa trương dương cậu còn trẻ lắm trương dương nói xem ra cô có cảm giác khác biệt trương cục trước đây tôi một mực cho rằng cô cao cao tại thượng cơ đấy trương bích quân giống như bị quất một roi cô ta có chút phẫn nộ chừng mắt lườm trương dương trương dương nói có câu gọi là cá chết lưới rách lưỡng bại câu thương con cá tôi đây cả người đều là gai nhọn người muốn đối phó với tôi khó tránh khỏi cũng bị đâm cho bê bết máu nhưng lại có người cứ không biết tốt xấu trương cục cô nói xem thế giới này vì sao luôn có những người ngu xuẩn như vậy nhỉ trương bích quân nói một người không thể vĩnh viễn đều có vận khí tốt trương dương nói đúng vậy cô vẫn định dùng tội phản quốc để khởi tố tôi ư trương bích quân nói tự anh giải quyết đi cô ta có chút mệt mỏi nói có một số việc không thể đưa ra ánh sáng được nếu nói ra thì không có lợi với bất kỳ ai. Trương Đại Quan Nhân cười ha ha, nói, uy hiếp tôi à. Hắn dùng hai tay để đi, tới gần Trương Bích Quân, chỉ dùng một tay để đỡ lấy cơ thể. Trương Bích Quân không thể không bội phục năng lực giữ thăng bằng của thằng ôn này. Trương Dương nói, tôi biết Triệu Quân một mực điều tra chuyện lão hình mất tích, cái chết của anh ta không liên quan gì tới chuyện phản quốc cả, mà là vì anh ta đã xúc phạm tới lợi ích của ai đó. Lệ Phù cũng vậy, đang yên đang lành sao lại bị người Bắc Triều Tiên bắt. Nếu không phải tôi mạng lớn, tôi suýt nữa cũng chết một cách không minh bạch ở Bắc Triều Tiên rồi. Trương Bích Quân mỉm cười nhìn Trương Dương, cho nên anh mới phải đặc biệt quý trọng tính mạng không dễ gì có được này. Trương Dương làm một động tác xoay người linh hoạt, đứng lên rồi khí định thần nhàn nhìn Trương Bích Quân, người ta sống được cũng không dễ dàng gì, anh cũng đều dùng tất cả biện pháp để giành lấy quyền sinh tồn của mình. Trương Bích Quân gật đầu nói, người ta sống được cũng không dễ dàng gì trương dương nói tôi không hại ai cả trương bích quân nói tôi trước giờ không dễ dàng tin ai cả cô ta không có ý tiếp tục nói chuyện với trương dương nữa đứng dậy nói anh đi đi trương dương cầm áo mặc vào sau đó bước ra khỏi cửa trương bích quân nói vọng từ phía sau tự giải quyết cho tốt trương dương dừng chân xoay người lại nhìn trương bích quân cô cũng vậy sau khi Trương Dương mất tích 8 tiếng đồng hồ thì tới nhà Tiết Lão, Tiết Vĩ Đồng không nhịn được túm lấy hắn hỏi đông hỏi Tây Trương Dương. Trương Dương chỉ nhẹ nhàng băng quơ dùng hai chữ hiểu lầm để giải thích. Trên đời này đa số chuyện đều có thể dùng hiểu lầm để giải thích. Lý do như vậy có thể qua được cửa của Tiết Vĩ Đồng, nhưng ở trước mặt Tiết Lão thì không dễ dàng hồ lộng như vậy. Trương Dương sau khi trị liệu cho Tiết Lão, Tiết Lão giữ hắn lại trong thư phòng uống trà. Tiết Lão không hề chủ động hỏi tới chuyện hôm nay, chỉ lạnh lùng nói, không ngờ cậu có bối cảnh phức tạp như vậy. Trương Dương cười nói, trước đây khi hình chiêu huy còn sống, tôi hồ đồ nhận một nhiệm vụ, về sau thì có liên hệ ngắt quảng với quốc an, có điều từ sau khi y mất tích thì tôi cũng rời khỏi đó. Tiết lão cũng không có ấn tượng gì với hình chiêu huy, ông ta thờ ơ hỏi, vì sao rời khỏi. Trương Dương nói, con người tôi quá lười biếng, thiếu tính kỷ luật tổ chức, hơn nữa tôi không thích phải sống cuộc sống trong mưa bom bão đạn, đi trên quan trường vẫn an nhàn hơn hắn tựa hồ thấy mình nói sai rồi lập tức lại bổ sung đều là phục vụ cho dân đơn giản là cương vị bất đồng thôi tiết lão cười nói hôm nay thật sự cũng khiến tôi kinh hãi trương dương nói hình chiêu huy là của tôi thủ trưởng là của tôi y xảy ra chuyện cho nên họ gọi tôi tới điều tra theo trình tự tiết lão gật đầu nói bọn họ đã giải thích với tôi rồi trương dương nói thật ra cũng không có gì tôi thân chính không sợ bóng tà, nhưng tôi ngẫm lại đã đáp ứng ngài tới đây tái khám, sợ làm ảnh hưởng tới bệnh tình của ngài, cho nên mới bảo người ta giúp đỡ gọi điện thoại báo tin. Tiết lão không hỏi kỹ, nói khẽ tôi đã hỏi qua bọn họ rồi, cậu không có vấn đề gì cả, sau này họ sẽ không tìm cậu gây phiền phức nữa. Trong lòng trương đại quan nhân vui mừng quá đỗi, tuy rằng hắn không sợ đám người trương bích quân đó, nhưng nếu cả ngày tìm hắn gây phiền toái thì thực sự là khiến người ta đau đầu, hiện tại tiết lão nếu đã ra mặt, chắc hẳn Trương Bích Quân cũng không dám động tới mình nữa, tránh được không ít phiền toái. Trương Dương nói cảm ơn tiết lão. Tiết lão nói cậu chiếu cố tôi lớn như vậy, tôi cũng chưa từng nói cảm ơn. Trong mắt tiết lão kinh lịch quốc an ngắn ngủi của Trương Dương căn bản bé nhỏ không đáng kể, lần này phía quốc an giải thích nhất trí với Trương Dương, đều là để tiến hành hỏi hắn theo lệ về vấn đề của hình chiêu huy, không có vấn đề gì quá lớn khi trương dương rời khỏi tiết ra thì nhìn thấy một chiếc xe màu đen đỗ ngoài cửa tiết thế luân mặc áo gió màu đen xuất hiện trước mặt hắn tiết vĩ đồng đưa trương dương ra cửa nhìn thấy cha trở về có chút kinh hỉ nói cha cha sao lại về tiết thế luân mỉm cười nói trở về bàn chút chuyện thuận tiện thăm con và ông nội y cười cười với trương dương trương dương lại tới đây dạy lão ra tử thư pháp à trương dương cười nói chú tiết là luận bàn tiết thế luân bật cười ha ha y mời vào tâm sự đi trương dương nói thôi ạ à, cháu đi cả ngày rồi giờ phải về tiết thế luân gật đầu tiết vĩ đồng thấy cha về cũng thôi định đưa trương dương về vốn đang định mời trương dương ra ngoài ăn chút gì đó cô ta sau khi cáo từ trương dương thì khoác tay cha vào nhà tiết thế luân cởi áo gió ra nói với tiết vĩ đồng ông nội đâu trong thư phòng tiết thế luân bước nhanh tới trước thư phòng Nhìn thấy cửa thư phòng khép hờ, y rất lễ phép gõ cửa, "Cha." Bên trong truyền đến giọng nói như ở trong mộng mới tỉnh của Tiết lão, "Thế Luân à." Chương 1485, Tiếc núi 1. Tiết Thế Luân đẩy cửa bước vào, cười nói, "Cha, không ngờ là con phải không?" Tiết lão vừa mới vừa mới dựa vào ghế chợp mắt, ông ta ngáp một cái rồi nói, "Ngồi đi." Bỗng nhiên nhìn thấy phương thuốc mà Trương Dương viết cho ông ta để trên mặt bàn, vội vàng tóm lấy. Tiết Thế Luân ghế tới, cha, bên trên viết cái gì thế? Để con thưởng thức thư pháp của cha đi. Tiết Lão cười nói, chưa hài lòng lắm, đều ta luyện thêm mấy ngày nữa rồi viết tặng con một bức thật đẹp. Tiết Thế Luân cười cười, tuy rằng chỉ nhìn thoáng qua, nhưng vẫn nhìn thấy bên trên viết tên của mấy thuốc đông y. Y quan tâm nói, cha, gần đây sức khỏe thế nào? Tiết Lão nói, không biết tốt hơn bao nhiêu lần, đúng rồi, Trương Dương còn đặc biệt dạy cho ta một bộ quyền pháp dưỡng sinh có muốn ta đánh cho con xem không? Tiết Thế Luân nói, có thời gian con xe học tập với cha. Tiết Lão nói, Thế Luân, con cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe, tiền thì lúc nào cũng là kiếm mãi không hết, con cũng đã hơn 50 rồi, đừng có đi đi lại lại mãi thế. Tiết Thế Luân cười nói, cha, con đã chuẩn bị về hưu rồi, làm thêm vài năm nữa, đợi đến lúc Vĩ Đồng có thể một mình đảm đương một phía thì con sẽ giao tất cả sinh ý cho nó phụ trách. Còn bản thân thì an tâm hưởng hạnh phúc, cùng cha đánh quyền, câu cá, hưởng thụ cuộc sống về hưu. Tiết lão lắc đầu nói, khó đấy. Tiết Thế Luân nói, ngài vì sao lại nói như vậy? Tiết lão nói, ta là cha con, hiểu con không ai bằng cha, từ trong mắt con ta có thể nhìn ra được, con vẫn còn dã tâm, Thế Luân à, ta chưa bao giờ hỏi đến sinh ý của con, có điều con ở hải ngoại làm không tồi, cũng buôn bán kiếm được không ít tiền nhỉ. Tiết Thế Luân nói, cho dù tới đời sau của vĩ đồng cũng có thể không lo cơm ăn áo mặc. Tiết lão nói, tiền kiếm không thể hết được, cho dù là con tích lũy được bao nhiêu tài phú, cũng chẳng qua chỉ là một đống số thôi, ta không rõ như vậy thì có gì thú vị. Ý nghĩa lớn nhất của nhân sinh không phải là con kiếm bao nhiêu tiền, mà là con để lại được bao nhiêu cho thế giới này. Tiết Thế Luân cung kính cha, từ trên người cha con học mãi cũng không hết, Thế Luân thụ giáo. Tiết lão không nhịn được cười nói: "Con đừng có vỗ mông ngựa ta, ta cả đời thanh liêm, tất cả đều hiến cho đảng và nhân dân, không ngờ sinh ra con trai là nhà tư bản." Tiết Thế Luân cười nói: "Cha, cha không thể dùng ánh mắt đó để nhìn con, con tuy là nhà tư bản, nhưng con kiếm tiền của người nước ngoài, còn làm từ thiện ở trong nước, loại hành vi này chẳng lẽ không đáng để được biểu dương ư?" Tiết lão nói: "Thế thì sao? Chẳng lẽ có thể thay đổi bản chất của nhà tư bản trong con?" tiết thế luân nói con thật ra có một ý tưởng đợi sau khi con về hưu rồi sẽ quyên tòa bộ tài sản của con tiết lão nhìn con trai thật ư con đành lòng sao có gì mà không đành lòng tiền tài chỉ là vật ngoài thân thứ nên hưởng thụ con đã hưởng thụ rồi con kiếm tiền không phải là để nhìn tích lũy con số mà chứng minh năng lực của mình tìm kiếm một loại thỏa mãn của mình con đã chán rồi thật sự có chút chán rồi đối với con mà nói thì thành công trên thương trường chỉ là lặp lại hết lần này tới lần khác Tiết lão tựa hồ nhớ tới gì đó, ánh mắt nhìn con trai trở nên có chút sầu não, ông ta thở dài, nếu năm đó con lựa chọn một con đường khác. Ở trong lòng ông ta đứa con thứ ba này là có thiên phận chính trị nhất, nếu lúc trước con trai đi theo sĩ đồ, thành tựu của nó tuyệt đối là không thể hạn lược, nghĩ đến đây, trong lòng tiết lão không khỏi có chút mất mát. Ông ta đến nay vẫn không rõ, vì sao con trai năm đó lại lựa chọn bỏ chính trị theo kinh thương, thậm chí mạo hiểm đoạn tuyệt quan hệ cha con với mình. Chuyện cũ đã qua, hiện giờ Tiết Thế Luân đã có thành tựu tương đối lớn trong thôn ninh trường, đồng thời cũng có nghĩa là y đã qua thời kỳ hoàng kim của chính trị. Với tuổi hiện tại của y thì cho dù quay lại chính đàn cũng không thể có phát triển gì nữa, Tiết Lão nói khẽ tương lai phải trông vào chu gia rồi. Tiết Thế Luân biết trong lòng cha cực kỳ coi trọng vinh dự của Gia Môn, tuy rằng những nhân vật phong vân của đời trước này đều nói rằng mình không quan tâm, nhưng bọn họ có ai là có thể thực sự buông bỏ được có ai mà không hy vọng con cháu của mình có thể kế thừa y bát của mình. Tướng môn hổ tử quả thực có khối người, nhưng hổ phụ khuyển tử trên thế giới này cũng cũng không hiếm thấy, tiết ra trên chính trị vì không có ai nối nghiệp cho nên Thủy Trung cảm thấy hối tiếc. Từ truyền thống gia tộc Kinh Thành mà nói, Kiều Gia, Tiết Gia và Chu Gia không nghi ngờ gì nữa là ba nhà nổi tiếng nhất, khi Kiều Lão cầm quyền, chính là lúc Kiều Gia huy hoàng nhất, mặc dù là Chu Gia cũng không thể nào đối kháng được, nhưng thế giới này luôn biến đổi, Người ta rồi cũng có ngày già đi. Hiện giờ Kiều gia theo sự về hưu của Kiều lão, thanh thế đã không bằng trước. Nhưng bên trong đời thứ hai của Kiều gia vẫn có nhân vật nắm thực quyền như Kiều Trấn Lương, mặc dù ở không lâu trước gặp thất bại trên chính đồ, nhưng tố dưỡng chính trị của bản thân Kiều Trấn Lương đã được thế hệ trước công nhận. Lại nhìn sang Chu gia, cơ sở chính trị của Chu gia trong ba nhà là hồn hậu nhất, nếu so sánh gia tộc như đội bóng, vậy thì đội ngũ cầu thủ của Chu gia là mạnh nhất, nói tới sức ảnh hưởng trên chính đàn chu lão không thể so sánh bằng hai người cùng tuổi là Kiều, Tiết, nhưng hậu bố của ông ta đã lấp vào chỗ trống này, vào đời thứ hai đã đi lên, thậm chí trong con cháu đời thứ ba của gia tộc, chu Hưng Dân là một người siêu quần xuất chúng. Tiết ra trên chính đàn chỉ có thể dùng người từ Điêu Linh để hình dung, chỉ có lão đại Tiết Thế Thông ở Kiềm Nam làm bí thư, nhưng tuổi của y đã lớn, vào chính đàn cũng nhiều năm rồi mà vẫn chưa có được chính tịch nổi bật, có thể nói y đã đi tới điểm cuối trên chính đàn, mặc dù là y có ra thế hiển hách, nhưng làm quan cũng cần phải có mộ tính. Tiết lão cho rằng mộ tính của đứa con lớn nhất này không đủ, vị trí, đã là cực hạn của y, cho dù giao cho y quyền lực lớn hơn nữa thì y cũng lực bất tòng tâm. Sau mỗi lần nói chuyện với thằng con lớn, Tiết lão thường thường sẽ nhớ tới đứa con thứ ba Tiết Thế Luân. Hai cha con nói chuyện một lúc thì Tiết lão ngáp, Tiết Thế Luân nhìn ra cha đã mệt mỏi, trong lòng thầm cảm khái, bất kể một người từng có huy hoàng thế nào đi chăng nữa, rồi cũng sẽ có một ngày già đi, cha cũng không thể ngoại lệ. Y đưa cha về phòng ngủ, giúp ông ta cởi áo ngoài, đỡ ông ta nằm xuống. Ngồi ở đầu giường cha, cho tới lúc ông ta ngủ ngon rồi, nhìn khuôn mặt ngày một già đi của cha, Tiết Thế Luân mấp máy môi, trong lòng y bỗng cảm thấy khác lạ, nhớ tới tờ giấy mà cha giấu trong thư phòng, y xác định cha đã ngủ mới lặng lẽ từ trong túi cha móc ra phương thuốc ấy, đọc lướt qua, trí nhớ của Tiết Thế Luân rất kinh người, tuy rằng chỉ nhìn một lần, nhưng y đã nhớ rõ toàn bộ phương thuốc sau khi nhớ rồi mới để lại phương thuốc vào chỗ cũ tiết thế luân lặng lẽ ra ngoài đóng cửa phòng lại đi xuống dưới lầu thì nhìn thấy con gái đang chờ y ở phòng khách y đi tới phía sau con gái cười cười xoa mái tóc ngắn của cô ta tiết vĩ đồng nói cha ông nội đâu tiết thế luân nói ông nội con mệt rồi đang ngủ y ngồi xuống bên cạnh con gái cầm lấy chén trà mà tiết vĩ đồng đưa nhấp một ngụm rồi nói, đồng đồng, gần đây sức khỏe của ông nội thế nào? Tiết Vĩ Đồng nói, rất tốt, trong khoảng thời gian này còn học dưỡng sinh quyền gì đó với Trương Dương, chăm thể thao hơn lúc xưa nhiều. Tiết Thế Luân gật đầu nói, ông nội già rồi, còn phải quan tâm ông nhiều hơn. Tiết Vĩ Đồng nói, còn nói con nữa à, cha cả ngày bay khắp nơi trên thế giới, người mà ông nội muốn ở bên cạnh nhất là cha đó. Tiết Thế Luân nói, hai năm nữa là cha sẽ hoàn toàn về hưu, Thành Thành thật thật ở nhà cùng lão nhân ra Tiết Vĩ Đồng nói, nhưng ông nội đã 80 hơn tuổi rồi, cha cho rằng ông còn sống được mấy năm nữa. Tiết Thế Luân không nói gì, chậm rãi đặt chén trà không xuống, nói khẽ, sau này cha sẽ thường xuyên ở nhà hơn. Trương Dương không trực tiếp trở về khách sạn mà tang bối bối ẩn thân, mà tới buồn điện thoại công cộng gọi điện thoại trước, điện thoại đổ mấy hồi chuông vẫn không có ai nhấc máy, hắn sợ tang bối bối xảy ra chuyện. Cẩn thận quan sát chung quanh xem có người theo dõi hay không, rồi mới về khách sạn. Sau khi đối thoại gần như thẳng thắn với Trương Bích Quân hôm nay, Trương Dương biết Trương Bích Quân sẽ không phái người theo dõi mình nữa. Cô ta đã biểu lộ ra ý nguyện nước giếng không phạm nước sông. Trước mắt trong tay Trương Bích Quân không có chứng cứ phạm tội xác thực của hắn, mà hắn cũng không nắm được thóp của Trương Bích Quân. Gác lại mâu thuẫn là lựa chọn sáng suốt nhất của bọn họ hiện tại. Sau khi tiết lão ra mặt duy hộ Trương Dương, Phía Trương Bích Quân hiển nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Trương Dương mở phòng, nhìn thấy trong phòng trống không, trên bàn có một tờ giấy tôi đi rồi, không lâu nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau. Trương Dương cười cười, cầm tờ giấy đó lên, chậm rãi xé đi. Tang Bối Bối bình an rời đi, tảng đá trong lòng hắn cũng coi như tạm thời được bỏ xuống, với sự hiểu biết của hắn về Tang Bối Bối, nhà đầu kia tuyệt đối không từ bỏ ý đồ, có điều sau khi trải qua chuyện này chắc cũng nhận được bài học rồi lần sau khi đối phó với Trương Bích Quân chắc hẳn kế hoạch sẽ chu mật hơn một chút. Trương 1486, Tiếc Núi 2 Trương Dương cầm tờ giấy rách trong tay ném đi, sau đó nằm lên giường, trên giường vẫn còn lưu lại mùi hương, Trương Đại Quan Nhân không khỏi nhớ tới tình cảnh gắn bó như môi với răng cùng tăng bối bối ở trong nước, trong lòng bỗng nhiên nóng lên, thằng ôn này ý thức được mình lại bắt đầu sao động rồi, di động của hắn vang lên đúng lúc này, cắt đứt suy nghĩ nguyên man bất định của hắn. Điện thoại là mẹ nuôi La Tuệ Ninh gọi tới, buổi sáng hôm nay La Tuệ Ninh không liên hệ được với hắn, cho nên cũng có chút khẩn trương. Đối với sự quan tâm của mẹ nuôi, Trương Dương khá cảm động, hắn nói vào điện thoại, mẹ nuôi, chuyện đã xong rồi. Xong rồi hả, La Tuệ Ninh hiển nhiên vẫn chưa minh bạch hàm nghĩa chân chính của những lời này. Trương Dương nói, gió em sóng lặng rồi, trong khoảng thời gian ngắn bọn họ sẽ không sẽ tìm con gây phiền toái nữa là Tuệ Ninh nói không tìm con gây phiền toái là tốt rồi để bọn họ theo dõi mãi cũng không hay gì. Trương Dương nói bọn họ có vào Hương Sơn biệt viện không? là Tuệ Ninh nói không tất cả mọi người đều rút rồi hiện tại chỉ có Trần Tuyết đang ở đó dọn dẹp. Trương Dương gật đầu mẹ nuôi lại mang tới phiền phức cho mẹ rồi. là Tuệ Ninh mỉm cười nói chỉ cần con không làm sai chút phiền toái này có tính là gì. Trương Dương cảm thấy rất ấm áp vì những lời nói của La Tuệ Ninh, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, hắn nghĩ tới Trần Tuyết, nhà đầu kia hiện giờ đang một mình ở Hương Sơn biệt viện, Trương Dương ngồi dậy, hắn quyết định về xem. Trương Dương ở gần đó mua đồ ăn khuya, lái xe tới Hương Sơn biệt viện. Trên đường đi, bỗng nhiên trời đổ mưa đêm, Trương Dương không thể không đi chậm lại, khi tới trước cửa Hương Sơn biệt viện, hắn cầm bữa ăn khuya đang chuẩn bị đi vào thì bỗng nhiên để ý tới một chiếc xe đỗ cách đó không xa. Trương Dương nhíu mày, là Tuệ Ninh rõ ràng nói với hắn rằng đám người của Trương Bích Quân đã đi rồi, nhưng khuya thế này rồi vì sao vẫn còn xe đỗ ở gần đây. Trong mưa gió mơ hồ truyền đến tiếng đánh nhau, Trương Dương cả kinh, hắn bay lên không, thân hình vững vãn đứng trên tường viện. Liền thấy bên trong sân, Trần Tuyết và một gã áo đen đang đánh nhau rất hăng. Trần Tuyết thì tay không, còn trong tay tên áo đen đó cầm một thanh võ sĩ Nhật Bản, ánh đao soàn soạt, trong mưa dệt thành một lưới đao sáng choang, phủ xuống quanh người Trần Tuyết. Trần Tuyết đang vội vàng thối lui, khinh công của cô ta mặc dù rất cao, nhưng lại thiếu kinh nghiệm thực chiến, Trương Dương lưu ý thấy phía sau tên áo đen đó còn có một người áo xám che mặt đứng đó. Trương đại quan nhân tuy rằng chỉ nhìn thoáng qua những đã nhìn ra tên áo đen giao thủ với Trần Tuyết không phải dùng võ học Trung Hoa. Trương Dương nổi giận, thầm nghĩ đám mất dạy này nhân lúc bố mày chưa về tới đây khi dễ Trần Tuyết. Tên áo xám một mực đứng trong góc nhìn thấy dị trạng phía sau, hắn xoay người lại nhìn, thấy Trương Dương một tay cầm bữa ăn khuya đang đứng đó, tuy rằng cách hơn 10 thức, nhưng một cô áp lực của cường đại đã phô thiên cái địa ập tới, cao thủ chân chính từ khí thế có thể biết được trình độ của đối phương. Hai mắt người áo xám nghiêm lại, giống như hai lưỡi dao sắc bén nhìn vào mặt Trương Dương. Trương đại quan nhân nói, hai thằng đàn ông khi dễ một cô gái, không cần sĩ diện nữa à. Có gan thì đánh nhau với tao đây này tên áo đen đang tấn công Trần Tuyết nghe thấy vậy, mũi đao trong tay dừng lại, nhưng đúng vào lúc này, bàn tay của Trần Tuyết từ trắng thành đỏ, sau đó lại biến thành gần như trong suốt. Trương Dương từ tường viện nhảy xuống, hắn chậm rãi đi tới trước mặt Trần Tuyết, cười cười với cô ta, cầm bữa ăn khuya trong tay đưa cho cô ta, cô vào phòng bếp đun nóng đi, chờ tôi đuối hai thằng xuất sinh này đi rồi ăn với cô. Trương Đại Quan Nhân nói rất thản hiên, căn bản không để hai tên kia vào mắt trần tuyết nhận lấy bữa ăn khuya từ trong tay hắn ra tay trong nháy mắt đã khôi phục màu sắc bình thường trương đại quan nhân thầm nghĩ trong lòng sinh tử ấn sớm biết vậy mình nên hiện thân muộn một chút xem xem sinh tử ấn của trần tuyết hiện giờ rốt cuộc dã luyện đến mức nào rồi nhưng hắn lại khó tránh khỏi lo lắng cho sự an nguy của trần tuyết dù sao trần tuyết cũng thiếu kinh nghiệm thực chiến vạn nhất bị thương thì hối hận cũng đã muộn trần tuyết lẳng lặng đi sang một bên mưa bụi mông lung hai kẻ xâm nhập và Trương Dương đứng cách nhau chỉ ba thước, nhưng đã không cách nào nhìn rõ được chi tiết hình dáng của Trương Dương. Trương Dương cười nói, tự tiện xông vào nhà riêng, không có ý tốt, tao cho dù giết chúng mày thì cũng chỉ là tự vệ chính đáng. Đao trong tay tên áo đen vừa rồi giao thủ với Trần Tuyết đột nhiên run lên, đao khí mãnh liệt chấn cho mưa bụi chung quanh thân đao bay ra, đao phong trong mưa đem vẽ ra một vòng tròn, sau đó đâm thẳng tới ngực Trương Dương. Trương đại quan nhân thấy đối phương vừa ra tay đã dùng chiêu số chí mạng, trong lòng không khỏi giận dữ, hắn hơi lệch người sang bên, đao phong lướt qua, khi nhìn lại thì đã giống như quỷ mị đứng cách xa người áo đen đó không tới một mét. Thân pháp Trương Dương thật sự có thể dùng từ suốt quỷ nhập thần để hình dung, tên áo đen hoảng sợ mở to hai mắt, đồng tử màu nâu trong nháy mắt như nở to ra. Trương đại quan nhân ra tay không chút do so dự, quyền đánh như sấm, từ dưới móc lên đám chúng cầm tên áo đen đó, khiến cho hắn bay ngửa ra sau, máu tươi trong miệng vã mũi vẽ ra một vòng cung. Tên áo đen ở không trung bay ra ngoài chừng năm thước mới ngã xuống đất, va và vào chậu hoa, khiến một cây tiên nhân trưởng nát tan. đáng thương là không biết có bao nhiêu cái gai đâm vào người hắn. Tên áo đen đó nằm trên đất, ngay cả sức để bò dậy cũng không có, máu từ miệng mũi tuôn ra như suối. Trương đại quan nhân nhìn sang tên áo xám còn lại, dùng ngón trỏ chỉ chỉ vào hắn, sau đó đầu ngón tay hướng xuống dưới tay phải của tên áo xám vòng ra sau, chậm rãi rút ra võ sĩ, đao như một dòng nước xanh, ở trong bóng đêm lay động, tay phải cầm đao hướng xuống đất, trình hiện ra một góc 30 độ với thân thể, mưa đêm hắt lên người hắn, ánh lên ánh đao thê lương. Trương Dương thở dài nói, không phải chỉ là rút đao ra thôi ư. Việc đéo gì mà phải giả vờ khệnh khạng như thế. Người áo xám không hề tức giận vì những lời này của Trương Dương, chậm rãi di động thân đao, chỉ vào Trương Dương, tay trái nắm lên chuôi đao, cùng lúc đó, chân trái hắn bước ra một bước về phía trước, dẫm lên một tảng đá trong sân, rắc một tiếng, tảng đá không ngờ lại nứt từ giữa, từ đó có thể thấy công phu hạ bàn của người này cực kỳ vững vàng. Trương Dương nhìn hắn một cách đầy hứng thú, người áo xám lại bước ra một bước về phía trước, sau đó giống như một quả bóng cao su bị xì hơi bắn ra, võ sĩ đao hướng về phía trước vẽ ra một luồng điện, đâm vào cổ họng Trương Dương. Trương đại quan nhân kêu một tiếng hay, cái khác không nói chỉ bằng tốc độ ra tay của thằng ôn này so với tên võ sĩ áo đen vừa rồi không biết mạnh hơn bao nhiêu lần thân thể lướt sang bên phải một bước tay thò ra trước vừa hay hút lấy thanh võ sĩ đao năm trên đất của của tên áo đen vừa rồi trương dương cầm lấy võ sĩ đao khi người áo xám phát động đợt công kích thứ hai thì đã lật tay đỡ lấy võ sĩ đao của hắn xong đao gặp nhau phát ra tiếng keng đao phong của người áo xám lệch đi đè võ sĩ đao của trương dương xuống dưới Trương Dương đảo cổ tay, nội tức quán chú lên thân đao, động tác đảo cổ tay đã đè lại đao của đối phương xuống dưới. Đao trong tay người áo xám xoay tròn theo chiều ngược kim đồng hồ, cắt về phía hai chân của Trương Dương, đao pháp của thằng ôn này rất tàn nhẫn. Trương đại quan nhân dơ thẳng thân đao, dùng sống dao đỡ một kích này, thân thể tiếp cận người áo xám, dùng vai phải va mạnh lên người hắn, người áo xám lảo đảo lui mấy bước mới giữ được thăng bằng, hai tay nắm kề sát vào vị trí ngược phải, Trương Dương chật chật nói, người Nhật Bản, hắn nhìn thẳng vào hai mắt của người áo xám, nói tao biết mày là ai. Người áo xám không nói câu nào, lại phát động công kích về phía Trương Dương. Võ sĩ đao ở trên hư không vẽ ra trăm ngàn đao ảnh, vô thiên cái địa công kích Trương Dương. Loại công kích này như thế này đều như sấm mưa, nhìn thế công kích thì rất mạnh, ánh đao đầy trời, nhưng tuyệt đại đa số đều là chiêu, chân chính chí mạng chỉ có một đao. Trương đại quan nhân nheo hai mắt lại, nhìn thấu thế công của người áo xám, từ sau khi tu luyện đại thừa quyết, năng lực đối với cảm giác nguy hiểm của hắn lại đề thăng một bậc, dễ dàng có thể nhận ra chỗ nguy hiểm. Trương Dương chỉ điểm ra một đao, một đao nhìn thì vô cùng bình thản, nhưng dễ dàng phá vỡ sát chiêu trong đao ảnh đầy trời của người áo xám. Đao phong bổ vào mũi đao, lực lượng cường đại cắn nát ánh đao phía trước, võ sĩ đao trong tay người áo xám phát ra tiếng rắc, lưỡi đao nát vụn từng mảnh rơi xuống đất. Đao khí vô hình cách truyền tới, mặt nạ bảo hộ trên mặt người áo xám bị bổ ra từ giữa, từ chán xuống đến cằm có một vết máu đáng sợ. Dưới ánh sáng le lói, khuôn mặt đang hoảng sợ của liễu sinh đạo chính hiện ra. Trương Dương nói, quả nhiên là mày, Hoàng Nhàn Vân phái mày tới à? Hắn bước ra một bước về phía trước, một cô áp lực vô cùng cường đại bao phủ liễu sinh đạo chính. Liễu sinh đạo chính đau khổ chống đỡ dưới áp lực này, chỉ cảm thấy quay người giống như bị một sợi dây vô hình thiết chặt chương 1487, chuyển biến đột nhiên, một. Liễu sinh đạo chính ném chuôi đao còn sót lại cầm trong tay xuống đất, thở dài nói, đã rơi vào tay mày rồi, muốn giết thì giết đi. Trương Dương nói, tao không giết mày, nhưng đã chạy tới chỗ tao làm chuyện trộm gà bắt chó, ta không thể dễ dàng bỏ qua được. Hắn giơ tay lên, trường ảnh nhoáng lên một cái tát mạnh hai cái lên mặt liễu sinh đạo chính, đánh cho mặt liễu sinh đạo chính lập tức sưng phù, liễu sinh đạo chính vừa xấu hổ vừa giận dữ, Rõ ràng nhìn thấy Trương Dương ra tay nhưng nhưng hắn lại không tánh được, hắn biết phó công xê mình của và Trương Dương cách nhau khá xa, nghiến răng nghiến lợi nói, muốn giết cứ giết, đừng có làm nhục tao. Trương Dương nói, trở về nói với Hoàng Nhàn Vân, chuyện đêm nay phải cho tao một lời giải thích, nếu không ngay cả hắn tao cũng đánh. Hắn chỉ chỉ vào tên áo đen vẫn nằm dưới đất chưa bò dậy nổi, mang cả thằng đó cút đi. Liễu sinh đạo chính không nói lời nào, hắn đi tới trước mặt tên áo đen, ôm lấy hắn chậm rãi đi ra cửa lớn, Trương Dương đóng cửa sân lại, thấy trong phòng bếp sáng đèn, Trần Tuyết đang hâm nóng bữa ăn khuya cho hắn. Trương Dương bôn ba một ngày vẫn chưa được ăn uống gì, lập tức đi tắm nước nóng rồi vào nhà bếp. Trần Tuyết đã chuẩn bị xong tất cả, nói khẽ ăn cơm đi. Bất kể xảy ra bất kỳ chuyện gì, cô ta vẫn luôn bình tĩnh là như vậy, không ai có thể tưởng tượng nổi một cô gái đang độ thanh xuân không ngờ lại có tâm thái trầm ổn đến thế. Trương Dương cười nói, cùng ăn đi. Trần Tuyết lặng lẽ ăn cơm, không hề hỏi chuyện đã xảy ra sau khi Trương Dương rời khỏi Hương Sơn biệt viện. Ngược lại là Trương Dương tự không nhịn được lên tiếng, đám người của Trương Bích Quân còn tìm tới làm phiền không? Trần Tuyết lắc đầu, tất cả đi rồi, tôi vốn cho rằng chuyện này cứ thế là xong, không ngờ nửa đêm lại có người lẻn vào. Trương Dương nói, tôi đã sớm nhìn ra Hoàng Nhàn Vân sẽ không có lòng tốt như vậy, thằng cha này trả lại 6 tác phẩm của Thiên Trì Tiên Sinh là để mê hoặc chúng ta, có lẽ còn có ý đồ khác. Trần Tuyết nói, hắn trước đây từng theo tiên sinh học tập ở đây, có lẽ hắn cũng biết một số bí mật dưới đất. Trương Dương nói, chẳng lẽ dưới biệt viện còn giấu bí mật gì mà chúng ta chưa biết ư? Trần Tuyết nói, chắc không còn bí mật gì đâu, có điều nên này cần tu sửa lại. Trương Dương gật đầu, qua vài ngày nữa tôi sẽ bảo Thường Hải Long tới đây, giao lại nơi này cho hắn sửa sang lại. Chấm. Có lẽ là vì hành tàng bại lộ, hoàng nhàn vân sáng sớm hôm sau liền rời khỏi kinh thành trở về nhật bản trương dương ngẫm xem có nên nói chuyện xảy ra tối hôm qua với la tuệ ninh hay không la tuệ ninh sau khi nghe nói chuyện này thì cũng có chút phẫn nộ bà ta bảo trương dương không cần lo lắng gì cả chuyện sửa chữa hương sơn biệt viện bà ta sẽ an bài người đến làm dù sao gần đây bà ta cũng không có việc gì quan trọng sẽ toàn bộ hành trình giám sát tiến độ công trình trương dương nhắc nhở la tuệ ninh hoàn toàn biệt kín cái thông đạo dưới thư phòng để tránh về sau lại xảy ra chi tiết bất chi bất giác trương dương ở trường đảng học tập đã được một nửa thời gian từ sau khi tiết lão ra mặt can thiệp vào chuyện của hắn trương bích quân quả nhiên không tìm hắn làm phiền nữa chuyện bỏ huyện lập thành phố cũng tiến triển thuận lợi từ chỗ cha nuôi văn quốc quyền của hắn biết được trước mắt chuyện tân hải bỏ huyện lập thành phố đã được xác định cơ bản chỉ thiếu một số trình tự tin tức này khiến tâm tình của trương dương tốt hơn nhiều chuyến đi tới Kinh Thành lần này cuối cùng cũng thực hiện được mục tiêu dự định rồi. Đúng lúc này, phía ban chú Kinh Bắc Cảng gọi điện thoại tới, là bí thư đảng ủy thành phố Bắc Cảng Hạng Thành hôm nay đến Kinh, bảo Trương Dương tới tham dự buổi yến hội đón gió. Trương Dương tuy rằng không hòa thuận với Hạng Thành, nhưng người ta dù sao cũng là lãnh đạo trực tiếp của hắn, chuyện mặt mũi vẫn phải chiếu cố, Trương Đại Quan Nhân bất chấp là không cam tâm tình nguyện, vẫn tới ban chú Kinh Bắc Cảng đúng giờ. Trương Dương tới Kinh Thành đã được hơn nửa tháng, nhưng lại là lần đầu tiên đến Ban Chú Kinh Bắc Cảng, chủ nhiệm Ban Chú Kinh Bắc Cảng Hoác Vân Châu hắn đã quen từ lâu, khi hắn còn là chủ nhiệm Ban Chú Kinh Xuân Dương khi Hoác Vân Châu đã là nhân vật phong vân trong hệ thống Ban Chú Kinh Bình Hải. Có điều khi đó Hoác Vân Châu vẫn là phó chức, hiện tại Hoác Vân Châu đã trở thành người đứng đầu Ban Chú Kinh Bắc Cảng. Xe của Trương Dương vừa vào trong sân của Ban Chú Kinh Bắc Cảng thì liền nhìn thấy một nữ lang yểu điệu mặc đồ bò bước về phía mình. Nữ lang đó thân cao khoảng 1,7m, tóc dài ngang vai, da thịt trắng nõn, hai mắt sáng ngời, miệng thì hơi lớn một chút, có điều vẫn vô cùng quyến rũ, bước tới gần có thể nhìn thấy trên cái mũi cao của cô ta có chút tàn nhang, có điều chút tàn nhang này lại không phá hỏng vẻ đẹp của cô ta, ngược lại khiến mặt cô ta càng sinh động hơn. Nữ lang đó dùng son đỏ chói, có điều da thịt của cô ta rất trắng, màu đỏ càng nổi bật, khi cười lộ ra hàm răng trắng bóng dung nhan như vậy ở triều đại tùy khẳng định là không phù hợp với thẩm mỹ truyền thống, có điều đổi thành những năm 90, lại có vẻ đẹp hiện đại. Thẩm mỹ của Trương đại quan nhân cũng biến hóa theo, hắn phát hiện mình đối với vẻ đẹp truyền thống và hiện đại đều có tiêu chuẩn thưởng thức nhất định. Nữ lang đó đi tới trước mặt Trương Dương, cười nói: "Bí thư Trương." Trương Dương tháo kính dâm, mở cửa xe bước xuống, đánh giá nữ lang gợi cảm này một chút, không ngờ ban chú kinh Bắc càng còn cất giấu một vị đại mỹ nữ như vậy nữ lang cười nói tôi trước đây đã nghe nói qua tài ăn nói của bí thư trương rất cao ngài mới xuống xe đã khiến tôi sắp ngất đi rồi tôi tên là hồng thi kiều là trợ lý của chủ nhiệm ban chú kinh bắc cảng trương dương bắt tay với cô ta nói hạnh ngộ hạnh ngộ hồng thi kiều nói bí thư trương ngài đến kinh thành lâu như vậy mà không tới chỗ chúng tôi nhiệm vụ học tập bận rộn quá nhỉ trương dương cười nói giờ không phải đã tới rồi ư hồng thi kiều dẫn hắn đi về phía trước khi hai người tới cửa lớn chủ nhiệm ban chú kinh bắc cảng hoác vân châu cũng đón chào hồng thi kiều giao trương dương cho hoác vân châu nhiệm vụ nghênh đón của cô ta đã hoàn thành hoác vân châu bắt tay với trương dương bí thư trương mời anh tới đây một chuyến thực sự không dễ dàng gì trương dương nói chỉ cần chủ nhiệm hoác gọi một tiếng là tôi lập tức chạy tới ngay hoác vân châu nói anh tới kinh thành lâu vậy rồi cũng không đến đây được một lần anh cũng đừng quên nơi này là nhà mẹ đẻ của anh. Trương Dương cười nói, tôi chủ yếu là thấy chủ nhiệm hoắc không gọi tôi, mà da mặt của tôi thì mỏng lắm, chỉ lo tới đây rồi lại không có ai để ý tới tôi. hoắc Vân Châu cười nói, cửa lớn của ban chú kinh vĩnh viễn rộng mở với người trong nhà, anh mới là cường từ đoạt lý, tôi thấy anh không tới đây, còn tưởng rằng mình đắc tội chỗ nào đó với anh. Trương Dương nói, chủ nhiệm hoắc nói đùa rồi, tôi rất ngưỡng mộ phong thái của anh. Hoắc Vân Châu cười nói, tôi nào có phong thái gì, nói đến phong thái, mỹ nữ của ban chú kinh chúng ta cũng không ít, lát nữa tôi sẽ gọi họ tới rượu anh. Trương đại quan nhân mặt mày hớn hở nói, chủ nhiệm Hoắc, ngài trăm ngàn lần đừng chuốc say tôi, bí thư hạng tới, ở trước mặt lãnh đạo phải bảo trì tỉnh táo. Hoắc Vân Châu dẫn Trương Dương tới phòng của Hạng Thành. Hạng Thành tới từ sáng sớm, buổi sáng cũng không có gì làm, chỉ ở trong phòng ngủ một giấc, y vừa mới tỉnh dậy không lâu đang ở trong phòng xem TV, nhìn thấy Trương Dương tiến vào, thư ký của Hạng Thành đứng dậy đi ra ngoài. Hoắc Vân Châu đưa Trương Dương vào rồi không vào theo mà ra ngoài chuẩn bị tiệc đón gió buổi trưa. Hạng Thành cười cười với Trương Dương, vẻ mặt ôn hòa nói: "Tiểu Trương tới à? Mau ngồi đi." Trương đại quan nhân bị thái độ của Hạng Thành khiến cho ngẩn ngơ, trong ấn tượng của hắn, Hạng Thành lần đầu có vẻ mặt ôn hòa như vậy đối với mình, nhất là sau khi đã trải qua liên tiếp mấy lần xích mích hôm nay có phải mặt trời mọc từ hướng Tây rồi không? Trương đại quan nhân theo bản năng nhìn nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay trời đầy mây, căn bản không nhìn thấy ánh mặt trời. Trương Dương ngồi xuống sofa bên cạnh hạng thành, hai người ngồi cách nhau một cái bàn trà, có điều khoảng cách vẫn rất gần, ánh mắt hạng thành nhìn lướt qua trên bàn trà nói, uống trà đi. Trà đã được chuẩn bị từ trước, hạng thành đối với Trương Dương đột nhiên lịch sử như vậy, khiến Trương đại quan nhân có chút không biết làm gì, chẳng lẽ rời khỏi một mẫu ba phân đất Bắc Cảng, hạng thành liền trở thành bình dị gần gũi ư? Đích xác, đừng nhìn y là người đứng đầu Bắc Cảng, nhưng đặt ở ở Kinh Thành, căn bản không làm giấy lên được bọt nước, loại cán bộ cấp thính như y, ở Kinh Thành có cả nắm, chẳng có gì mà vinh váo cả. Trương Dương tiếng cảm ơn nâng chung trà lên uống một ngụm, bí thư hạng đến lúc nào vậy? Hạng Thành nói, từ sáng sớm, tôi ngồi tàu hỏa đến. Hạng Thành nói xong không khỏi cười nói, tôi không thích ngồi máy bay, luôn cảm thấy thứ này không chắc. Trương Dương cười nói, lãnh đạo đều là như vậy, Mao lão gia tử năm đó cũng không thích đi máy bay. Hạng Thành bật cười ha ha, y cũng không dám so sánh với Mao lão gia tử, Hạng Thành nói, đầu những năm 80, tôi lần đầu tiên ngồi máy bay, liền gặp động cơ máy bay xảy ra trục trặc, đã bay lên trời rồi nhưng lại không thể bay về sân bay, từ đó, tôi không ngồi máy bay nữa. Chương 1488, chuyển biến đột nhiên hai trương dương nói thật ra tôi cũng không thích ngồi máy bay nhưng hiện tại tới một số nơi không thể không ngồi có lẽ là đề tài chung đã khiến hai người cảm thấy gần gũi hơn một chút hạng thành nói tôi lần này đến kinh chủ yếu là vì công việc thuận tiện xem tình huống học tập của các cậu trương dương nói vẫn ổn bí thư hạng đã cho tôi cơ hội học tập này tôi lần này đến kinh học được không ít điều hay hạng thành nói tôi nghe nói chuyện tân hải bỏ huyện lập thành phố tiến triển rất thuận lợi Trương Dương hơi ngẩn ra, không ngờ tin tức của tôi cũng rất linh thông. Mình vừa mới nhận được tin tức bao lâu thì y cũng đã nghe nói, Trương Dương cười nói, vẫn ổn, trước mắt không gặp trở ngại gì, cách lúc phê duyệt chính thức còn phải mấy một đoạn thời gian nữa. Hạng Thành nói, Tân Hải có thể thành công bỏ huyện lập thành phố, đối với toàn bộ Bắc Cảng chúng ta mà nói là một chuyện tốt. Trương đại quan nhân cơ hồ cho rằng mình đã nghe lầm, phải biết rằng trước kia Hạng Thành trong chuyện này vẫn mang thái độ phản đối cũng ngáng chân hắn không ít, sao đột nhiên lại đổi tính? Thái độ của người này sao thay đổi bất thường thế, đúng là lãnh đạo có khác, trở mặt nhanh như lật sách. Có điều Trương đại quan nhân che giấu cũng rất tốt, cảm giác trong lòng không hiện ra mặt, hắn mỉm cười nói, trình tự xin lần này thuận lợi như vậy là nhờ có sự quan tâm của lãnh đạo thành phố đối với Tân Hải, đa tạ bí thư hạng đã ủng hộ công tác của. Quan trường chính là nơi đầy giấy rối trá, trong lòng hai người rõ ràng đều hiểu rõ là chuyện gì nhưng không ai nói ra, vẫn ở đây hư tình giả ý hàn huyên cả buổi trời. Lúc này Hoác Vân Châu tới mời bọn họ đi ăn cơm, Hạng Thành đứng lên nói, đi, ăn cơm rồi nói. Cuộc yến tiệc đón gió này Hạng Thành tất nhiên là nhân vật chính, trừ Trương Dương và người phụ trách của ban chú kinh Bắc Cảng ra, còn có phó thị trưởng chủ quản văn giáo vệ sinh của Bắc Cảng Hứa Khôn, y cũng đang họp ở Kinh Thành. Trợ lý Hồng Thi Kiều của Hoác Vân Châu cũng xuất hiện vào buổi tiệc trưa hôm ấy, với cấp bậc của cô ta vốn không đủ tư cách, nhưng nhưng Hoác Vân Châu xác định vị trí của cô ta là tiếp rượu và kính rượu, mấu chốt là tiếp bí thư trương của Tân Hải. Hồng Thi Kiều rất có tầm mắt, ở trên bàn rượu liên tiếp nâng chén, trương đại quan nhân thả uống rượu với cùng mỹ nữ cũng còn hơn là nói chuyện với lãnh đạo. Hơn nữa, hắn trong nhất thời vẫn chưa mò được là trong hồ lô của hạng thành bán thuốc gì, buổi trưa hôm nay ăn nói hết sức cẩn thận. Luôn cảm thấy thái độ của hạng thành đối với mình đột nhiên chuyển biến cũng chưa chắc đã là chuyện tốt. Hứa khôn ở trong ban lãnh đạo Bắc Cảng cũng không phải là nhân vật của trung tâm quyền lực, hắn rất dí dỏm, nói chuyện rất hay, nhất là vài chén rượu và bụng, nói chuyện càng lém lỉnh, mỉm cười nhìn Trương Dương, Tiểu Trương à, đúng là anh Tuấn trẻ tuổi, dễ được lòng con gái, hôm nay Tiểu Hồng chỉ chăm chăm uống với anh thôi. Y không ngờ lại thở dài nói với hạng thành, bí thư hạng, nhìn Tiểu Trương, thấy chúng ta già rồi, cũng sắp bị người ta quên đi rồi. Trương Đại Quan Nhân còn chưa nói gì thì Hoác Vân Châu đã bật cười. Phó thị trưởng hứa, ngài ăn giấm chua gì à, tiểu hồng không uống với ngài thì tôi uống, chúng ta làm luôn ba chén nữa. Trương đại quan nhân phát hiện trên người Hoắc Vân Châu thực sự lộ ra mùi cay, nói sao cũng làm công tác ở ban chú kinh, nếu không có chút tài năng thì thật đúng là không thể lăn lộn được ở kinh thành. Hạng thành cười nói, hứa khôn, anh đừng thống nhất chiến tuyến với tôi, tôi sớm đã nhận ra rồi, ở trước mặt thanh niên, chúng ta đích xác đã trở thành những lão già, không phục cũng không được hứa khôn nói lúc trẻ dễ dàng đái vượt bờ tường già rồi gặp gió đái ướt dép già rồi người trên bàn đều bật cười hoặc Vân châu nói phó thị trưởng hứa lần sau ngài đi toilet tôi sẽ chuẩn bị một đôi dép cao su cho ngài nhất định phòng được nước cô ta nói vậy càng khiến mọi người cười to hơn trương dương cũng cười ha ha cảm thấy hứa khôn này có chút buồn cười có điều với thân phận của hắn nói ra những câu này ít nhiều cũng có chút già rồi mà mất nết Hồng Thi Kiều ở bên cạnh mặt đỏ bừng, không biết là do uống rượu hay là ngược, nhìn đặc biệt quyến rũ. Hoắc Vân Châu sau khi uống chén với hứa khôn, Hồng Thi Kiều cũng bưng chén rượu tới kính, hứa khôn nói, xa luân chiến à, tử lượng của tôi không chịu nổi đâu. Hạng Thành nói, lúc nói chuyện thì anh chẳng sợ ai, sao đến khi uống rượu lại kêu không được, uống. Hoắc Vân Châu nói, Thi Kiều, anh ấy không yếu thì cô cứ đứng đó mà chờ. Hứa khôn cười nói, sợ các anh rồi, tôi uống. Hứa khôn lại uống hai chén, đứng lên lắc lưng muốn đi toilet, Trương Dương nhìn thấy y uống nhiều rồi, đi cùng với y. Vào toilet, hứa khôn cười nói tiểu trương, con người tôi bình thường quen nói đùa rồi, cậu đừng để ý nhé. Giọng y đã có chút lè nhè. Trương Dương nói, có gì đâu, thị trưởng hứa nói chuyện rất hài hước. Hứa khôn cười ha ha, đứng đỏ cả nửa ngày vẫn chưa tè nổi, y quay sang nói với Trương Dương, tiểu trương, cậu ra ngoài chờ tôi đi có người nhìn tôi tôi thực sự thực là không tiểu được trương dương không khỏi buồn cười cho rằng tôi muốn nhìn hạt lạc của ông chắc y gật đầu đi ra ngoài đợi cả nửa ngày mới thấy hứa khôn đi ra hứa khôn nói vui hôm nay uống vui con người tôi không nhẫn tâm từ chối người đẹp y ợ một cái rồi nói tiểu hồng không, không tồi trương đại quan nhân có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái phát hiện ánh mắt của hứa khôn có chút mê đắm trương dương ho khan một tiếng nghĩ thầm ông đúng là quá không hàm xúc rồi, loại trâu già như ông mà cũng muốn gặp cỏ non à. Không sợ bốn móng đều bị đái ướt ư. Sau khi hứa khôn quay lại, hạng thành ngắm hai chân y rồi nói a à, cũng may giày không ướt. Không ngờ hạng thành xưa nay cứng nhắc cũng đột nhiên thay đổi, không khí ở bàn rượu lập tức lại vui vẻ hơn. Hứa khôn uống nhiều thì nói lắm, ở trong hoàn cảnh này, y không phải là lãnh đạo cao nhất, cho nên nói càng nhiều thì uống cũng càng nhiều, kết quả tất nhiên là say mềm trương dương giúp đỡ đưa y về phòng nghĩ thầm thằng ôn này đúng là chẳng ra gì khi đi không ngờ hứa khôn lại giữ chặt tay hoác vân châu không buông miệng huyên thuyên không biết nói gì đó hoác vân châu cười nói lại nói hưu nói vượn rồi có tin tôi lấy thùng nước hắt cho anh tỉnh không không biết là những lời này của hoác vân châu có tác dụng hay là hứa khôn rượu sộc lên đầu cuối cùng ngoan ngoãn ngủ thật trương dương và hoác vân châu đi ra ngoài cửa hoác vân châu nói phó thị trưởng hứa chính là vậy đó đã uống là phải uống say mọi người đều biết tính tình của y nhưng không cho y uống nhiều thì y lại không vui hạng thành từ phía trước đi tới hỏi tình huống của hứa khôn trương dương không sao chỉ say rồi thôi hạng thành nói hứa khôn này thật sự là khiến cho người ta bất lực y nói với trương dương tiểu trương buổi chiều cậu có rảnh không trương dương vốn định nói mình còn có việc nhưng hạng thành nếu đã hỏi mình như vậy chứng tỏ còn có câu tiếp Trương Dương vô cùng tò mò đối với biểu hiện của hạng thành hôm nay, hắn rất muốn biết rốt cuộc là cái gì đã khiến hạng thành thay đổi đột nhiên, vì thế lắc đầu nói, không bận gì cả. Hạng thành nói, không bận gì thì tốt, cậu cùng tôi tới chỗ tiết lão một chuyến. Trương Dương lập tức minh bạch thái độ của hạng thành vì sao lại thay đổi 180 độ đối với mình như vậy, thì ra là do tiết lão. Sự mù mờ ở trong lòng hạng thành so với Trương Dương cũng không kém chút nào, y lần này tới kinh còn có một mục đích quan trọng chính là thăm tiết lão, nhưng sau khi liên lạc với tiết lão mới biết được tiết lão trước mắt ở lại số một yến tây, hạng thành cũng chưa từng tới đó, nhưng tiết lão nói với y rằng trương dương biết, để trương dương dẫn y tới, tín hiệu mà tiết lão truyền cho hạng thành không thể rõ ràng hơn được, tuy rằng trong lòng hạng thành tràn ngập mê hoặc và nghi vấn, nhưng có một điểm y có thể kết luận. Tiết lão hiển nhiên là rất thích trương dương, trước khi trương dương tới kinh thành, y không hề nghe nói trương dương quen tiết lão, nhưng trong thời gian ngắn ngủi ở kinh thành, đã lừa tiết lão vui vẻ như vậy, Hạng Thành không thể không bội phục bản sự đầu cơ của thằng ôn này, y đoán rằng Trương Dương nhất định là thông qua quan hệ của Tiết Vĩ Đồng mới liên hệ được với Tiết lão, tiến tới lấy lòng Tiết lão. Sự thân cận quá của Trương Dương với Tiết lão đối với Hạng Thành mà nói không phải là chuyện tốt, buổi sáng khi hắn trò chuyện với Tiết lão, Tiết lão không ngờ nói một câu Trương Dương không tồi, chính những lời này đã khiến thái độ của Hạng Thành đột nhiên thay đổi. Năng lực chấp chính của hạng thành tuy rằng vô cùng bình thường, nhưng khứu giác chính trị của y là phi thường linh mẫn, thường thường có người một số, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, hạng thành hoàn toàn thuộc loại này, thật ra nói như rồng leo, làm như mèo mửa cũng không phải là nghĩa xấu, nói như rồng leo, làm như mèo mửa nhưng không nhận thức được rõ tình thế mới đáng cười. Sở trường lớn nhất của hạng thành không chỉ là có nhãn lực hơn người, y còn rất tự hiểu lấy mình. Trước đây, chỗ dựa của y tới từ tiết lão, tôi biết bằng vào quan hệ của mình và tiết lão, bất kể là gây ra bao nhiêu phiền phức, tiết lão đều sẽ ra mặt cho mình, tiết lão là người trọng tình trọng nghĩa, ơn cứu mạng năm đó của y đối với tiết lão, tiết lão sẽ không quên, nhưng hiện tại Trương Dương không biết đã vận dụng trò nịnh bợ nào với tiết lão, điều này khiến ưu thế của y không còn gì, y lại phải xem lại quan hệ của mình và Trương Dương. Trương 1489, đánh hắc quyền 1. Trương Dương muốn lái xe của hắn, hạng thành kiên chỉ bảo tài xế của ban chú kinh lái xe, đây cũng là nghĩ cho Trương Dương, uống rượu lái xe rồi bị bắt là chuyện nhỏ, nhưng nếu gây ra tai nạn giao thông thì phiền rồi. Hạng thành là người cẩn thận, đây là điểm đáng khen trong tính cách của y, cũng là điểm mà tiết lão vô cùng thưởng thức. Sở dĩ xuất động chiếc xe này của Trương Dương là vì biển số của chiếc xe này của Trương Dương so với bất kỳ một chiếc nào của ban chú kinh đều khạnh hơn nhiều, biển số xe vào rất nhiều lúc chính là giấy thông hành hạng thành cũng là lần đầu tiên ngồi vào xe của trương dương cảm thấy không gian rất rộng so với chiếc audi của y thì thoải mái hơn nhiều hạng thành nói không gian của xe này rộng thật trương dương nói đồ của bọn tây vừa to vừa chắc hạng thành nói ở trên đường cũng không gặp nhiều lắm trương dương cười nói lễ vật đính hôn mà tiết vĩ đồng tặng cho tôi và yên nhiên nghe thấy trương dương nói như vậy trong lòng hạng thành lại càng căng thẳng Y biết Trương Dương và Tiết Vĩ Đồng là huynh muội kết bái, nhưng không ngờ quan hệ của bọn họ lại thân mật tới mức này. Khi Trương Dương lái xe vào số một Yến Tinh, nhìn thấy Tiết Vĩ Đồng lái Lamborghini từ phía sau vọt lên, Tiết Vĩ Đồng vòng ra bên trái xe của hắn, ngẩng đầu nhìn thấy người lái xe không phải là Trương Dương, Trương Dương kéo cửa sổ sau xuống, cười nói, em gái, anh đây này. Tiết Vĩ Đồng cười cười, đi trước lái xe vào cửa lớn biệt thự, xe của Trương Dương không lái vào, mà là đỗ ở bên ngoài Hạng Thành mang đến một ít đặc sản địa phương Cũng không có gì quý giá Trương Dương giúp y mang xuống Đây là sự tôn trọng đối với lãnh đạo Để Hạng Thành đi trước Còn mình đi tụt lại sau một chút Tiết Vĩ Đồng nhìn thấy Hạng Thành Kinh hỉ nói Bác Hạng, bác tới Kinh Thành từ lúc nào vậy Hạng Thành cười nói Đồng đồng, càng lớn càng xinh Bác tới từ trưa Tiết Vĩ Đồng hôm nay mặc một thân quân trang kiểu Mỹ Gần đây cả ngày chạy ở bên ngoài da đã thành màu lúa mạch khỏe mạnh, hơn nữa tóc chỉ dài hơn một tấc, thoạt nhìn như con trai, chẳng thế nào xinh đẹp cho nổi. Trương Dương nói, tóc càng lúc càng ngắn. Tiết Vĩ Đồng cười nói, ai cũng nói tóc dài thì óc ngắn, cho nên em cắt ngắt đi cho óc nó dài. Trương Dương và Hạng Thành đều bật cười. Tiết Lão đang ngồi trên ban công tầng hai phơi nắng, nghe thấy động tĩnh phía dưới, mở mắt ra nói, Hạng Thành tới à? Hạng Thành thân thiết nói, Tiết Lão, là tôi, tôi đến nói chuyện với ngài đây tiết lão cười cười vẫy vẫy tay với y lên đi hạng thành đi nhanh tới trương dương ngẩng đầu cười cười với tiết lão hắn không hề đi theo mà là đứng ở sân cùng tiết vĩ đồng tiết vĩ đồng nói hai người vì sao đi cùng nhau trương dương nói y là lãnh đạo trực tiếp của anh anh đi cùng y có gì không bình thường à tiết vĩ đồng cười nói nhưng e nghe nói hai người hục hạc với nhau mà Trương Dương nói công là công mà tư là tư trên công tác phải khác chứ cũng không phải là có thủ oán cá nhân gì anh đối với lãnh đạo trước giờ đều rất tôn trọng. Tiết Phí Nồng vẻ mặt không tin cô ta ngửi thấy mùi rượu trên người Trương Dương uống rượu à? Trương Dương gật đầu nói lãnh đạo tới nói sao cũng phải làm vài chén đây là quy củ của quan trường. Tiết Phí Nồng cười nói quy củ cái gì anh đừng có lừa em đúng rồi tối nay có việc gì không? Trương Dương nói có anh phải tiếp bí thư hạng. Tiết Vĩ Đồng nói, không cần anh tiếp ông ấy, mỗi lần ông ấy tới kinh thành đều nói chuyện với ông em mãi không xong, em thấy tối nay vẫn không biết lúc nào thì đi đâu. Từ trong lời nói của Tiết Vĩ Đồng có thể nghe ra quan hệ của Tiết lão và Hạng Thành vô cùng thân mật. Trương Dương nói, em có chính sự gì à? Tiết Vĩ Đồng vừa nghe thấy câu này thì chút không vui, Tam ca, anh chọc em đấy à, cái gì mà em có chính sự à? Em lúc nào chả có chính sự. Buổi tối em dẫn anh tới một chỗ để mở rộng tầm mắt. Trương Dương nói, đừng thừa nước đục thả câu, nói rõ ra đi, bằng không thì anh không đi đâu. Tiết Phí Đồng cười nói, anh nếu dám không đi, em sẽ gọi điện thoại cho chị dâu, bảo với chị ấy rằng anh lang nhăng ở kinh thành. Trương Đại Quan Nhân kêu khổ không ngừng, anh nào có. Anh hiện tại đang như khổ hạnh tăng, từ khi Yên Nhiên đi rồi, anh căn bản không dám nhìn thẳng người phụ nữ nào khác, đừng có nói là lang nhăng em gái không thể nào hại anh trai của mình được. Tiết Vĩ Đồng nói, em không phải là phụ nữ à? Trương Dương nghĩ thầm anh thực sự sự không coi em là phụ nữ, nhưng câu này không thể nói ra được, nói ra ít nhiều gì cũng làm tổn thương tới cô ta. Trương Dương cười nói em là em gái anh, khác mà. Tiết Vĩ Đồng nói, em mặc kệ, anh tối nay phải. Tiết Vĩ Đồng tối hôm đó dẫn Trương Dương đi ăn đồ Nhật Bản, Trương Đại Quan Nhân gọi ít cá và rượu trắng, đồ ăn Nhật Bản chính là thanh đạm như vậy. Khi ăn cơm Trương Dương không khỏi nhớ tới liễu sinh đạo chính vừa bị mình đánh, không biết thằng ôn đó còn có chú ý với hương sơn biệt viện hay không. Khi tiết vĩ đồng ăn cơm thì không ngừng nhìn lên, thúc giục Trương Dương ăn cho mau, Trương Dương vốn đã không thích món Nhật Bản không mặn không nhạt, cô ta vừa dục thì dứt khoát không ăn nữa, để bụng lát nữa về ăn khuya. Hai người rời khỏi nhà hàng, lên xe thể thao của Tiết Vĩ Đồng thì nhìn thấy từ kiến cơ dẫn Hồng Nguyệt tới. Từ kiến cơ mặc tây trang đi giày ra, lái một chiếc BMW màu đen, tiết vĩ đồng không nhịn được trêu gã, nhị ca, anh tưởng ra ngoài bàn chuyện làm ăn à. Ăn mặc chính thức như vậy, cứ như sợ người khác không biết anh là thương nhân ý. Hồng Nguyệt bên cạnh từ kiến cơ cười nói, anh ấy vừa bàn chuyện làm ăn xong, không kịp thay quần áo. Tiết Vĩ Đồng nói, ôi, nghe cách xưng hô này, có vẻ tình cảm của hai người các người phát triển nhanh chóng thật. Câu này khiến Hồng Nguyệt đỏ mặt, từ kiến cơ nói, không phải là đi xem đấm bốc ư. Có quy định phải mặc quần áo gì chắc. Trương Dương giờ mới biết Tiết Vĩ Đồng gọi hắn tới đây là để xem đấu quyền. Sau khi lên xe, hắn nói với Tiết Vĩ Đồng, đấu quyền gì vậy? Trung Quốc hay là ngoại quốc? Tiết Vĩ Đồng nói, đánh hắc quyền, đầy đẫm máu kích thích, anh tuyệt đối chưa xem bao giờ đâu. Trương Dương cười nói, anh có gì là chưa từng xem đâu. Tiết Vĩ Đồng nhấn ga, xe thể thao vút đi như tên, đấu quyền không thể ở sân vận động chính thức mà là ở trong một kho hàng ở khu nam ở kinh thành kho hàng này thuộc sở hữu của cốc kế dương người này cũng là con cháu của một cán bộ cao cấp trong giới thái tử của kinh thành cũng nằm trong số người nổi danh đám con cháu quan hoạn này không thiếu kẻ nhàn rỗi bọn họ truy cầu cuộc sống xa hoa của xã hội thượng lưu bọn họ sống an nhàn sung sướng đồng thời cuộc sống của bọn họ cũng thiếu khúc chiết bọn họ đa số đều ghét sự bình ổn thích theo đuổi sự kích thích khác thường có nhu cầu thì liền có thị trường, Cốc Hiến Dương nắm lấy thương cơ này, trừ vận chuyển hàng hóa ra, gã cũng làm kinh doanh thể thao, 5 năm trước bắt đầu tổ chức thi đấu thể thao, nhưng sau này phát hiện thi thể thao bình thường không toản mãn được tâm lý thèm của lạ của đám người này, thế là hắn bắt đầu thử làm đấu quyền ngầm. 3 năm trước vừa đưa ra, được hoan nghênh rất lớn, loại trò chơi đầy chân thật và máu tanh này rõ ràng có thể kích thích thần kinh của đám con cháu quan lớn cốc hiến dương từ đánh nhỏ gõ nhỏ lúc đầu, bắt đầu dần dần quy mô hóa quốc tế hóa môn hoạt động này. Lúc ban đầu thi đấu quyền ngầm của gã chỉ tới từ quyền thủ trong nước, về sau lại từ các quốc gia như Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc, về sau lại mở rộng tới cả năm lục địa. Đương nhiên Cốc Hiến Dương biết loại hoạt động này không hợp pháp, muốn tổ chức được lâu dài không chỉ cần dựa vào nhân mạch và quan hệ của hắn, còn phải chế định ra một loạt biện pháp đảm bảo sự an toàn của trận đầu, Quyền thủ bị thương cũng là điều khó tránh khỏi, mấu chốt là không thể xảy ra án mạng. Nhưng đã thi đấu thì bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra, tuy rằng Cốc Hiến Dương vô cùng cẩn thận, mấy năm nay vẫn không thiếu tuyển thủ bị trọng thương, nặng nhất là một người bị đánh cho liệt nửa người, xong rồi phải bỏ ra cả đống tiền mới bịt được miệng tuyển thủ đó. Tổng thể mà nói thì Cốc Hiến Dương làm vẫn không tồi, ít nhất hiện tại hắn vẫn liên tục tổ chức đấu quyền ngầm. Cũng có càng lúc càng nhiều con cháu quý tộc gia nhập. Đám người này gia nhập đương nhiên không phải vì trận đấu, bọn họ tới một là để quan khán trận đấu, tìm kiếm một loại kích thích trên cảm quan, hai là để cá cược, chỉ bằng vào tổ chức trận đấu, tiêu thụ cái gọi là thẻ hội viên, cốc hiến dương kiếm không được bao nhiêu, nhưng một khi có thành phần cá cược, tính chất hoàn toàn cải biến, lợi nhuận của hắn cũng tăng lên như lăn cầu tuyết. Bất kể là thắng hay thua, hắn là nhà cái đều có thể giành được thu nhập không ít, cốc hiến dương một mực kiên trì làm một cách công bình công chính, tuyệt đối không thao túng trận đấu bởi vì hắn hiểu rõ người có thể chơi ở chỗ hắn, toàn là nhân vật có máu mặt, nếu như hắn động tay động chân vào trận đấu, vạn nhất để người khác biết được, hắn đừng hoàng lăn lộn tiếp ở kinh thành này, đám con cháu quan to đều có nhãn giới rất khá, luôn có quy hoạch lâu dài về tương lai của mình, bọn họ rất khó động lòng vì lợi ích ngắn hạn. Đương nhiên cái này cũng không có nghĩa là Cốc Hiến Dương chuẩn bị cả đời tập trung vào cái ngành này, loại chuyện không thể thấy ánh sáng này, hắn không thể nào làm cả đời được chương 1490, đánh hắc quyền 2. Cốc Hiến Dương mấy năm nay cũng có ý định rút lui. Thấy đoàn người tiết vĩ đồng và từ kiến cơ bước vào, Cốc Hiến Dương vội vàng ra đón, địa vị của đám người bọn họ trong giới thường thường có liên quan tới bối cảnh của gia đình. Tiết Vĩ Đồng và Từ Kiến Cơ không nghi ngờ gì nữa là nhân vật đỉnh cao trong nhóm, xuất hiện ở đây rất dễ dàng trở thành tiêu điểm của mọi người. Cốc Hiến Dương cười nói, Kiến Cơ, Tiết ra, tuổi của gã cũng khá lớn, nhưng tuổi lớn không đại biểu cho địa vị cao. Ở trước mặt Tiết Vĩ Đồng và Từ Kiến Cơ, gã vẫn phải biểu hiện sự tôn trọng. Tiết Vĩ Đồng nói, lão quỷ, tối nay tổng cộng có mấy trận. Cốc Hiến Dương trong giới bởi vì tuổi khá lớn, hơn nữa làm người khôn khéo, cho nên có người đặt cho gã ngoại hiệu là lão quỷ, dần già rồi không ai gọi tên thật của gã nữa, đều gọi gã là lão quỷ. Cốc Hiến Dương nói, ba trận, đen trắng vàng đều đủ cả. Hắn cúi người về phía trước, nói khẽ tiết ra, tôi nếu là cô thì sẽ đặt cho giao cảo. Tiết Vĩ Đồng cười cười, biết Cốc Hiến Dương đang lấy lòng mình, cô ta nói khẽ xem đã rồi tính. Cốc Hiến Dương lại hàn huyên vài câu với Từ Kiến Cơ, Từ Kiến Cơ giới thiệu cho Trương Dương ở bên cạnh với gã, Cốc Hiến Dương nghe thấy tên của Trương Dương, ánh mắt sáng ngời sáng ngời gã cười nói, danh đầu của bí thư Trương tôi đã sớm được nghe nói rồi. Trương Dương nói, tôi thì có danh đầu gì chứ, ông chủ cốc quá khen cốc hiến dương nói chuyện anh ở trường thành tiến khấu một mình đấu với cao thủ nhật hàn giới võ lâm kinh thành đều nghe nói thật sự là dương cao quốc uy của ta trương dương cười cười không nói gì lúc này nhìn thấy một người từ xa đi tới không ngờ là sử anh hào con trai của sử thương hải bát quái môn sử anh hào gặp hắn ở đây thì có chút ngượng ngùng trương dương đi tới chào anh hào huynh cũng ở đây à sử anh hào ho khan một tiếng rồi nói bọn họ bảo tôi tới đây hỗ trợ cổ động chuyện này anh chưa có nói với cha tôi đấy. trương dương lập tức minh bạch, sử anh hào khẳng định là tới đây kiếm một khoản thu nhập thêm. loại thi đầu này thường thường cần mấy nhân sĩ có quyền uy trong võ lâm tới chống đỡ. sử anh hào thân là đại đệ tử của bát quái môn, tương lai hiển nhiên có phân lượng trở thành trưởng môn của bát quái môn. có điều với tính cách của sử thương hải chắc sẽ không cho phép con trai làm như vậy, cho nên sử anh hào mới nói vậy với trương dương. trương dương cười nói, được, tôi không nói đâu. Trong lòng đã nghĩ rằng Sử Anh Hào là tới đây là để kiếm khoản thu nhập thêm, thật ra nhân sĩ Võ Lâm cũng có chỗ khó của họ, trừ luyện công gia thì bọn họ không có thủ đoạn mưu sinh gì khác, chỉ dựa vào chút học phí khai môn thụ nghiệp để kiếm cơm, sau khi hình thành xu thế trọng thương khinh võ, ngay cả môn phái như bát quái môn cũng chỉ khó nhọc duy trì. Sử Anh Hào cũng không phải là tới một mình, đi cùng hắn còn có bốn gã sư đệ, nói dễ nghe thì là trấn áp tràng diện cho người ta, thật ra thì là giúp đỡ trong nhà coi vườn. Gặp phải người làm loạn thì bọn họ ra tay dẹp yên. Sử Anh Hào cũng là người rất nặng mặt mũi, gặp Trương Dương ở đây khiến hắn cả thấy có chút mất mặt. Trương Dương nhìn ra hắn đang ngại, cũng không tiếp tục nói đề tài này nữa, mỉm cười bảo, trình độ đấu quyền của nơi này thế nào? Sử Anh Hào nói, thật ra chỉ là đánh tự do, quy tắc khá dễ dãi, trừ một số ít bộ phận yếu hại ra, chỗ nào cũng có thể công kích, cơ hồ mỗi ngày đều có quyền thủ bị thương, gần đây quả thật đã hấp dẫn được không ít cao thủ. Trương Dương nói, thu nhập của bọn họ thế nào? Sử Anh Hào nói, quyền thủ cũng phân cấp bậc, quyền thủ nhất lưu một trận đấu có thể kiếm được 10 vạn tiền thưởng, quyền thủ tam lưu thì chỉ sợ ngay cả tiền thuốc men cũng không kiếm đủ, nói tóm lại là mạnh hiếp yếu, ở đây tất cả đều dựa vào thực lực để nói chuyện. Hai người tán gẫu đang hăng thì Trương Dương nhìn thấy cách đó không xa lại có mấy người đi tới, không ngờ là đám An Đạt Văn, Trần An Bang, không biết hai người bọn họ sao lại đi cùng nhau, Trương Dương thầm nghĩ trong lòng, đúng là cá tìm cá rùa tìm rùa hai thằng khốn này cặp với nhau rồi trần an bang nhìn thấy trương dương thì lộ ra ánh mắt oán độc an đạt phăn thì thong dong bình tĩnh di di nhiều gã cười nói trương tiên sinh sao khéo vậy trương dương cười nói khéo rất khéo tiết vĩ đồng ở bên cạnh nói cũng không có gì là khéo cả kinh thành lớn như vậy nhưng chỗ chơi cũng chỉ có mấy nơi cúi đầu không thấy nhưng ngẩng đầu thấy là rất bình thường có điều người Hong Kong như anh xuất hiện ở đây cũng có chút kỳ quái. Tiết Phí Đồng đối với An Đạt Văn vẫn là phi thường phản cảm, tuy rằng bị bước cho không được đối nghịch với An Đạt Văn, nhưng sự trào phúng trong lời nói vẫn khó tránh khỏi. An Đạt Văn vẫn biểu hiện ra sự vô cùng bình tĩnh, mỉm cười nói có gì kỳ quái. Tiết Phí Đồng nói, không hài hòa, không hòa hợp. Lương Bách Ni bên cạnh An Đạt Văn bật cười, An Đạt Văn cũng bật cười theo, lúc này một gã nam tử da đen đi tới. An Đạt Văn nói với bọn họ, giới thiệu một người với các anh. Gã vẫy vẫy tay với nam tử đó, nam tử đó đi đến bên cạnh gã, An Đạt Văn nói, xuân sai. Quyền Thái Lan, đánh khắp Đông Nam Á vô địch thủ. Tiết Vĩ Đồng vẻ mặt không tin, có cần phải thổi phồng vậy không? An Đạt Văn nói, đợi lát nữa tôi sẽ bảo hắn lên đài khiêu chiến. Tôi nghe nói nơi này có màn tự do khiêu chiến. Vẻ mặt của thằng ôn này tràn đầy lòng tin. Trương Dương không khỏi liếc tên quyền Thái Lan một cái, Xuân Sai cũng nhìn Trương Dương, trong ánh mắt tràn ngập và hung tàn và khiêu khích, Trương Dương ngẩn ra, nghĩ thầm bố mày không đắc tội với mày, mày con mẹ nó nhìn tao như có thâm thù đại hận thế, chẳng lẽ An Đạt Văn cố ý dẫn mày tới làm phiền tao hả? À? Nhưng nghĩ lại thấy không đúng, An Đạt Văn không biết mình sẽ tới. Dù sao đám quyền thủ này đa số đều là không có đức hạnh, hung tướng tất lộ, còn chưa bắt đầu trận đấu đã muốn dùng khí thế để dọa người khác. Cái này cũng là một loại tâm lý chiến, không chiến mà khuất người mới là cảnh giới cao nhất của luận võ. Tiết lão không lâu sau thì tỉnh lại, mở mắt ra, nhìn thấy Tiết Thế Luân đang đứng bên cạnh, Tiết lão thở hắt ra, nói: "Thế Luân, con không đi nghỉ ngơi, ở bên cạnh ta làm gì?" Tiết Thế Luân cầm tay cha, "Cha, vì sao? Xảy ra chuyện lớn như vậy mà cha cứ giấu con?" Tiết lão ngẩn ra, lại cố ý giả bộ hồ đồ nói: "Cái gì vì sao? Ta không hiểu ý con." tiết thế luân nói cha con đã đọc phương thuốc đó rồi con vừa mới ra ngoài đi hỏi bác sĩ của cha cha đừng trách họ thân là con của cha con có quyền được biết chân tướng tiết lão thở dài không ngờ chuyện này cuối cùng vẫn không giấu được y ông ta chậm rãi ngồi dậy tiết thế luân cầm một cái gối mềm đến để ông ta ngồi dựa vào đầu giường tiết lão nói hạng thành đi rồi à tiết thế luân gật đầu nói cha đang nói chuyện với anh ấy thì bỗng dưng ngủ thiếp đi cho nên anh ấy không chào cha được. Tiết lão không khỏi cảm khái nói, già rồi, già thật rồi. Tiết Thế Luân nhìn thấy cha vẫn không muốn trả lời trực tiếp câu hỏi của mình, y nói khẽ cha, cha đừng giấu nữa, con biết cả rồi. Tiết lão nói, biết thì sao chứ, cha đã hơn 80 tuổi rồi, nhân sinh của cha đã không còn gì phải nuối tiếc. Sinh tử có số, đối với cha mà nói thì bất kỳ chuyện gì cũng có thể tiếp nhận được. Tiết Thế Luân lớn tiếng nói, nhưng con thì không thể, hai mắt của y lóe ra ánh sáng kích động cha, con còn chưa chiếu cố cha được tốt, con vẫn chưa kịp kính hiếu với cha. Có lòng là được rồi, không cần quan tâm con làm gì. Tiết Thế Luân nói cha, con sẽ tìm bác sĩ ưu tú nhất trên thế giới tới, con nhất định phải chữa khỏi bệnh của cha. Tiết Lão nói, bệnh của ta đã có cải thiện rất lớn, con nếu đọc phương thuốc đó, con chắc biết, cha không hề từ bỏ trị liệu. Nhưng các bác sĩ chăm sóc sức khỏe lại không biết. Tiết Thế Luân cho rằng cha đang lừa mình. Tiết Lão nói, đối với con cái của ta, ta trước giờ chưa từng nói dối, ta tin chỉ có dùng ngôn hành của mình cảm nhiễm họ thì mới có thể khiến họ dùng phương thức tương tự đối đãi với ta. Thế Luân, chuyên gia nhất lưu quốc tế đã hội trần bệnh tình của ta rồi, bọn họ không có biện pháp nào tốt cả, không ai có thể đảm bảo trị được bệnh của ta. Tiết Thế Luân đã tìm hiểu bệnh tình của cha, y biết cha không nói sai, y đau khổ cúi đầu xuống, cầm lấy tay cha. Tiết lão nói, trong khoảng thời gian này đều là Trương Dương trị liệu cho ta. Trương Dương ư, trong đôi mắt của Tiết Thế Luân hiện lên vẻ bất khả tư nghị, y thật sự không thể liên hệ Trương Dương với một bác sĩ. Trương 1491, đánh hắc quyền 3. Tiết lão nói, con đừng cảm thấy kỳ quái, y thuật của Trương Dương khá cao minh, hơn nữa so với đám chuyên gia thì cao minh hơn rất nhiều. Ông ta bật đèn ở đầu giường lên rồi đứng dậy, từ trong ngăn tủ lấy ra kết quả kiểm tra mới nhất, khối u của cha dưới sự trị liệu của Trương Dương đã bắt đầu thu nhỏ lại, hơn nữa ở giữa xuất hiện hóa lỏng, hình thành chỗ trống, đây là một hiện tượng khá tốt, hắn nắm chắc trị khỏi bệnh của ta, hơn nữa ít nhất đảm bảo ta sống được một năm. Tiết Thế Luân vẫn không thể tin lời nói của cha, lẩm bẩm nói, hắn không ngờ biết cả khám bệnh. Tiết Lão nói, đây là bí mật giữa ta và hắn, hắn bảo ta cần phải giữ bí mật, thằng ôn này không tồi. Tư duy của Tiết Thế Luân có chút rối loạn, y sắp xếp lại suy nghĩ đang lộn xộn, một lát sau mới hỏi, cha, thật sự tin lời một thằng nhóc ư. Tiết Lão nói, tất cả chuyên gia đều đã tuyên án ta tử hình, nói ta nhiều nhất chỉ còn sống được ba tháng, hơn nữa trạng thái sức khỏe của ta ngày càng xa sút bụng càng lúc càng đau, bọn họ đề nghị ta khi tất yếu có thể cân nhắc tới dùng ma túy để giảm đau, nhưng sự xuất hiện của Trương Dương đã thay đổi tất cả, sau khi hắn giúp ta trị liệu, gan của ta đã không còn đau nữa. Ta tin cảm giác của mình không sai, hắn có năng lực này." Tiết Thế Luân nói, "Nhưng chúng ta có thể mời chuyên gia y học hàng đầu trên thế giới." Tiết lão nói, "Thế Luân, ta tôn trọng lựa chọn của con, con cũng phải tôn trọng lựa chọn của ta, ta không thể tiếp nhận bất kỳ ai ngoài Trương Dương trị liệu cho ta, chuyện này đã quyết định rồi, hắn có thể trị khỏi cho ta cũng được, thất bại cũng được, ta không oán trách gì cả." Tiết Thế Luân nghe thấy cha đã nói tới nước thì cũng đành thở dài. Tiết lão nói con nhớ kỹ, chuyện ta bị bệnh không thể để bất kỳ ai trong nhà biết, càng không thể để lộ ra bên ngoài. Bác sĩ này nếu đã có thể nói với con thì cũng có thể nói ra ngoài, con phải nhấn mạnh lại một lần. Tiết thế luôn liên tục gật đầu liên tục gật đầu, cha, cha yên tâm, chuyện này con tuyệt đối sẽ không để lộ ra ngoài. Y đương nhiên sẽ không làm như vậy, không ai biết rõ ý nghĩa của cha mình đối với cái gia tộc này, bất kể là y có bao nhiêu tài phú, nhưng tài phú rất nhiều lúc không cùng một số với quyền lực. Trên khán đài, tuyển thủ quần đỏ đá một cái, người da đen quần lam ở đối diện bay ngửa ra sau, va và vào dây thẳng rồi bật lại, tuyển thủ quần đỏ giơ tay lên, đánh trúng cổ hắn, người da đen đau đớn ôm cổ họng ngã xuống đất. Trường diện lập tức sôi trào, tên tuyển thủ quần đỏ giơ cao hai tay, hắn là người Trung Quốc, ngoại hiệu là chân sắt, thối công rất cao, hắn đánh trận thứ hai, không quá một hiệp đã đánh ngã hắc báo, người thắng cuộc thứ nhất. Tiết vĩ đồng xem mà hai mắt sáng rực, cũng hò hét với quần chúng chung quanh, Trương Dương cầm đồ uống lên uống một ngụm, lúc này hắn đã có chút đói bụng, những trận đấu này đối với hắn mà nói chỉ là trò trẻ con, nhìn đám quyền thủ này ra chiêu căn bản chính là trăm ngàn chỗ hở, có điều trường hợp khá máu me, rõ ràng đã thành công kích thích thần kinh của quần chúng trở nên hưng phấn. Trương Dương tìm Hồng Nguyệt xin một hộp khoai, ăn lách sách, đồ ăn Nhật Bản vừa rồi thật sự rất không hợp khẩu vị với hắn. Từ kiến cơ cười nói, sao, anh hình như là không có hứng thú với thi đấu trương dương nói đơn giản là máu me một chút quyền nào quyền nấy đấm vào thịt chẳng có kỹ xảo gì cả từ kiến cơ nói phải xem kiểu này mới có cảm giác chân thật kỳ thật mục đích của mọi người không phải là tới xem đấu quyền mà là để đặt cửa hắn xuất ra một vạn đồng đặt cho dao cạo sắt ra sân tiết vĩ đồng thì tiếp tục đặt vạn cho chân sắt đổ nhỏ lấy hứng không thích hợp bỏ vào quá nhiều Trương Dương đối với loại chuyện này thì không có hứng thú gì, chỉ muốn trận thứ ba mau mau kết thúc để đi ăn cơm, hôm nay thật sự là rất đói bụng. Nhân vật ngôi sao của trận đấu tối nay là dao cạo cuối cùng cũng xuất hiện, thằng ôn này cạo đầu kiểu Mohican, cao lớn vạm vỡ, cũng là người Trung Quốc, dân tộc Mông, từ nhỏ đã luyện hình ý, 13 tuổi bắt đầu học tập quyền Anh, cũng từng tiến vào đội tập huấn thiếu niên quốc gia, về sau lại bởi vì không tuân thủ kỷ luật mà bị khai trừ, học tập bác kích đã được 5 năm, tham gia đấu quyền ngầm cũng được một năm đến bây giờ vẫn duy trì thành tích toàn thắng tối hôm đó đa số người đều đặt vào cửa của hắn từ kiến cơ đối với việc tiết vĩ đồng đặt chân sắt thắng cũng có chút khó hiểu hắn nói khẽ chiến tích của giao cạo là toàn thắng chân sắt căn bản không hy vọng thắng tiết vĩ đồng nói em tin vào kỳ tích các anh càng nghiêng về phía giao cạo thì e càng mà đặt vào chân sắt hồng nguyệt cười nói vĩ đồng thực sự rất có tính cách cô ta nói với trương dương trương dương anh sao không đặt cửa? Trương Dương nói, không có tiền, cũng không có hứng thú. Từ kiến cơ nói, hắn à, là khinh thường công phu của người ta, nếu tự mình lên đánh thì còn được. Tiết Vĩ Đồng nói, lát nữa có khiêu chiến tự do. Tam ca, anh nếu đi lên e sẽ đặt 100 vạn vào anh. Trương Dương nói, em cho rằng anh là ai? Anh tốt xấu gì cũng là cán bộ quốc gia, loại chuyện này mất mặt lắm. Tiết Vĩ Đồng cười cười, lại nhìn lên sâu đấu, chân sắt vừa lên đã bày ra tư thế kim kê độc lập, hai tay của hắn bảo vệ thân trên, đứng một chân trái, chân phải nhấc cao, tùy thời chuẩn bị có động tác đá. Bộ pháp của dao cạo rất linh hoạt, người lắc lư trái phải, bỗng nhiên đánh ở một chiêu về phía chân sắt, đùi phải của chân sắt đá ra như tia chớp, dao cạo dùn người xuống, tránh một cước này, công kích của hắn chỉ là chiêu, lợi hại chân chính còn ở phía sau, chân trái quét ngang vào chân trái của chân sắt, chân sắt bị đá trúng, dầm một cái ngã xuống đất. Giao cạo không đợi chân sắt bò dậy đã nhảy lên, khuỷu tay hung hăng đánh vào ngực chân sắt, động tác của hắn liền mạch dứt khoát, vừa nhìn đã biết là cao thủ thân kinh bách chiến. Trương Dương cũng không khỏi khen một tiếng hay. Trong lúc nguy cấp, chân sắt lăn tại chỗ, chiêu thức này tuy khó coi, nhưng vô cùng hữu hiệu, tránh được một kích chí mạng của giao cạo, khuỷu tay giao cạo mất mục tiêu nện lên quyền đài, phát ra một tiếng rầm. Chân sắt nhân cơ hội bò dậy, hét to một tiếng, nhấc chân giá vào phần mặt của giao cạo, song trưởng của dao cạo tóm lấy đùi phải chân sắt, vặn một cái rất đẹp, chân sắt ngã sắp xuống quyền đài, sau đó lại thêm một quyền đánh vào mặt chân sắt, trọng tài lúc này mới đi lên tách họ ra, lúc này tất cả mọi người đều nhìn ra, thực lực của hai người rất chênh lệch chân sắt nhất định bại. Chân sắt mặt đầy máu, lão rào đứng dậy, trọng tài ra dấu có thể tiếp tục trận đấu, chân sắt lắc lư đầu, máu và mồ hôi hắt lên quyền đài. Hắn gầm lên một tiếng lao về phía dao cạo, dao cạo rùn người xông tới, đột nhiên nhấc cả người chân sắt lên, xoay tại chỗ một vòng, ném ra ngoài vòng. Trong tiếng kinh hô của mọi người, chân sắt bay ra khỏi quyền đài, hắn bay về phía An Đạt Văn và Trần An Bang, không đợi chân sắt rơi xuống đất, một thân ảnh đột nhiên từ trong đám người vọt ra, một cước lăng không đá vào bụng chân sắt, chân sắt bay ngược trở về, nện mặt lên quyền dài, sau khi dính liền hai đòn nặng, chân sắt không thể động đậy được nữa. Một cước vừa rồi đá bay chân sắt là của quyền vương Thái Lan Xuân Sai, hắn dùng một tướng mã lượng tiêu chuẩn sau đó khinh thường vỗ vỗ ống quần chỉ vào dao cạo trên đài nói mày tèm lắm vẻ mặt của hắn tràn ngập vẻ khinh miệt ngón tay lay động vài cái dao cạo dựng ngón cái về phía xuân sai nhưng ngay sau đó lại chỉ xuống dưới đây là động tác chiêu bài của lý tiểu long từ đó có thể thấy được sức ảnh hưởng của lý tiểu long to lớn cỡ nào nhân sĩ võ thuật các nơi trên thế giới ít nhiều đều biết về anh ta xuân sai hừ lạnh một tiếng chậm rãi bước lên quyền đài, hắn chỉ vào giao cạo khởi sướng khiêu chiến. Hiện trường phát ra những tiếng kêu vui mừng, mọi người hiển nhiên đều vui khi nhìn thấy cảnh hai kẻ mạnh đánh nhau, sau khi trải qua trình tự khiêu chiến cơ bản nhất, Xuân Sai cởi áo, thằng ôn này hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, dáng người của hắn tuy rằng không tính là to cao, nhưng cơ bắp săn chắc. Nhãn lực của trương đại quan nhân hơn người, nhìn ra trên nắm tay, khửu tay, đầu gối, thậm chí là cẳng chân của Xuân Sai đều có vết chai, hắn đối với quyền pháp Thái Lan cũng tìm hiểu đôi chút, nghe nói cao thủ quyền Thái khi huấn luyện lúc nhỏ đều dùng cây chuối Tây làm mục tiêu huấn luyện, lợi dụng thân thể đối kháng với cây chuối Tây, cây chuối Tây mặt ngoài thô ráp nhưng khá mềm, thích hợp làm công cụ huấn luyện, có thể đề thăng trình độ cứng cỏi của thân thể. Đồng thời bọn họ còn tiến hành huấn luyện leo cây dừa, lợi dụng loại phương pháp này để đề thăng lực cánh tay và rèn luyện độ rộng của lưng, trong quyền thái chú trọng dùng cùi trỏ và đầu gấu, quyền thủ thường xuyên tương bác cận thân bác, Điều này đặc biệt chú trọng tới lực lượng. Xuân Sai đứng đó, đôi mắt hắc bạch phân minh lộ ra vẻ khinh thường, tuy rằng là vậy, hai tay hắn vẫn hợp thành chữ thập hành lễ với đối phương, Thái Lan là một quốc gia Phật giáo, tuyệt đại đa số dân Thái Lan đều thờ phụng Phật giáo. Bộ dạng của giao cạo so với Xuân Sai thì hung hãn hơn nhiều, mắt hung tợn trợn trừng lên, miệng ngoác ra, hét, viên than kia, tao xé xác mày. Chương 1492, đánh hắc Quyền 4 hiện trường phát ra từng đợt tiếng hoan hô, xé xác hắn, xé xác hắn. Rất nhiều lúc đây cũng là một loại biểu diễn, chẳng những có thể mang tới tác dụng giấy lên tình tự của người xem, còn có thể chấn nhiếp đối thủ, đồng thời còn có thể tăng cường lòng tin của bản thân. Trong mắt loại cao thủ chân chính như Trương Đại Quan Nhân, hai người ra sân đều chẳng có sáng ý gì cả, càng làm ra bộ dạng hung thần ác sát càng chứng tỏ trong lòng họ đang lo lắng, nói cách khác, bọn họ đều là hung hãn có thừa mà chấn định không đủ, cao thủ chân chính tình tự không được thay đổi, kỳ thật cái trò này chẳng những sẽ gây ảnh hưởng cho đối phương mà cũng sẽ gây ảnh hưởng cho mình. Tiết Vĩ Đồng nói, Tam Ca, anh thấy ai sẽ thắng? Trương Dương cười nói, thắng thua là việc của hai người bọn họ, không liên quan tới anh. Tiết Vĩ Đồng bĩu môi nói, anh xem giúp e đi, em phải đặt cược. Vừa rồi đặt cửa chân sắt Tiết Vĩ Đồng, Tiết Vĩ Đồng đã thua một vạn, cô ta muốn gỡ lại từ trận này, cái này cũng không phải là Tiết Vĩ Đồng ham cá cược, cô ta cũng không có hứng thú lắm với cờ bạc có điều cô bé này rất hiếu thắng cô ta cho rằng trương dương là cao thủ tất nhiên nhãn lực không giống người bình thường ai thua ai thắng liếc một cái là có thể nhìn ra được suy nghĩ của tiết vĩ đồng cũng không sai trương dương từ bộ pháp của hai người đã nhìn ra xuân sai so với giao cạo thì linh hoạt hơn hơn nữa từ trên vẻ mặt của hai người có thể nhìn ra xuân sai chấn định hơn trương dương nói tên thái lan kia mạnh hơn một chút Tiết Vĩ Đồng lập tức mua hai vạn xuân sai thắng. Từ kiến cơ thì vẫn đặt một vạn lên người giao cạo, từ kiến cơ cười nói, tôi vẫn chưa bao giờ nghe nói giao cạo thua, Vĩ Đồng, anh thấy lần này em lại thua rồi, quyền thái sao có thể bằng được công phu Trung Quốc. Trương Dương nói, giao cạo cũng không phải sử dụng công phu Trung Quốc thuần chính, cũng hơn tạm nham một chút, nên nói là kết hợp Trung Tây, đáng tiếc kết hợp không hoàn mỹ, hắn xuất thân từ hình ý môn, hình ý môn chú trọng tu luyện hạ bàn, hạ bàn của hắn có chút công phu, nhưng trầm ổn có thừa mà linh hoạt thì không đủ, từ bộ pháp cho thấy con khỉ Thái Lan kia linh hoạt hơn so với hắn. Từ kiến cơ nheo mắt lại nhìn, hắn bất kể là như thế nào cũng không nhìn ra được bộ pháp của hai người, hắn cười nói, cho dù là giao cạo thua thì tôi vẫn đặt cửa cho hắn, không có lý do nào tôi lại đặt cho người Thái Lan. Hồng Nguyệt biểu lộ sự đồng ý đối với lời nói của từ kiến cơ, ôm cánh tay hắn, vẻ mặt ngọt ngào, lòng yêu nước mà từ kiến cơ biểu hiện ra đã đả động cô ta. Trương Dương nhìn sang An Đạt Phân, không biết thằng Ôn này lôi một tên quyền vương Thái Lan tới đây là để làm gì. Khư Án nhìn An Đạt Phân, vừa hay An Đạt Phân cũng đang nhìn hắn, ánh mắt của An Đạt Phân tràn ngập vẻ khiêu khích, tựa hồ muốn nói anh không phải có gan sao? Đi lên thử xem. Lương Bách ni nhỏ giọng với An Đạt Phân: A Văn, loại đấu võ này máu me quá, em không thích. An Đạt Phân nói: Không sao đâu biện pháp an toàn rất hoàn thiện, đều là điểm đến thì dừng, không có quá nhiều cảnh máu me đâu. Thằng ôn này là trợn mắt nói dối, trên quyền đài vẫn còn vết máu do chân sắt để lại vẫn chưa hoàn toàn được lau sạch. Trần An Bang ở bên cạnh nói, An Tiên Sinh, giao cạo này chưa bao giờ thua đâu. An Đạt Phan nói, Trần Tiên Sinh là không có lòng tin đối với Xuân Sai hay là không có lòng tin đối với tôi. Trần An Bang có chút ngượng ngùng cười cười. An Đạt Phan nói, Xuân Sai là quyền vương ngầm của Thái Lan, cho dù hắn đi tham gia đấu quyền thái chính thức thì cũng có thể đoạt được đai lưng cấp vàng. Tựa hồ là để thể hiện lòng tin tất thắng của gã, An Đạt Phan đặt 100 vạn cho Xuân Sai, đây là con số lớn nhất rồi. Trần An Bang nhìn thấy An Đạt Phan có lòng tin như vậy, hắn cũng đặt 100 vạn. Trên quyền đài vang lên tiếng chuông, hai quyền thủ triển khai trận đấu chính thức. Sao cạo gầm lên trước, một quyền đánh vào mặt Xuân Sai, Xuân Sai vươn tay ra gạt phăng một quyền thế đại lực trầm của dao cạo, cánh tay dao cạo giống như vao vào thanh thép, xương cốt trên người ngâm ngầm đau, hắn thầm kêu không ổn, không ngờ công phu mà người Thái Lan này khổ luyện lại cường hãn đến mức này. Hắn nhấc chân đá lên người Xuân Sai, bị Xuân Sai dùng đùi phải cản lại. Một cước này giống như đá vào hòn đá, lại nhìn trên mặt Xuân Sai không hề lộ ra vẻ đau đớn chút nào. Dao cạo hét lớn một tiếng, quyền cước đánh lên người Xuân Sai giống như bão tố, không khí hiện trường lập tức trở nên sôi động, dù sao giao cạo cũng chưa bao giờ có thành thích bại ở nơi này, đa số mọi người đều đặt cửa trên người hắn, hơn nữa bản thân hắn là người Trung Quốc, đại bộ phận lòng người ở hiện trường đều có khuynh hướng nghiêng về phía hắn. Nhìn thấy giao cạo đang chiếm ưu thế, cho nên đồng thanh ủng hộ hắn. Người thường xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo, Trương Dương cũng đã nhìn ra giao cạo tuy rằng đánh rất náo nhiệt, nhưng trên thực tế không hề chiếm được ưu thế gì. Bộ pháp của Xuân Sai vô cùng linh hoạt, đối mặt với công kích của dao cạo, không phải là lợi dụng thân pháp linh hoạt để thoải mái né tránh thì cũng là dùng tay chân để ngăn cản. Dao cạo không có một chiêu nào công kích được chỗ yếu hại của hắn, hơn nữa Xuân Sai khổ luyện được công phu cực cao, năng lực đỡ đòn vô cùng cường hãn. Hắn áp dụng sách lược phòng ngự lúc ban đầu là để cố ý tiêu hao thể lực của dao cạo, không bao lâu nữa là sẽ chuyển thủ thành công. Quả nhiên không ngoài sở liệu của Trương Dương, sau khi giao Cạo anh tạc một lượt, Xuân Sai đã lui đến cạnh dây thừng, Giao cạo nhìn thấy mình đã bước được Xuân Sai đến dây thừng, trong lòng không khỏi vui mừng quá đỗi, hắn muốn đánh ngã Xuân Sai. Một quyền uy lực 10 phần đánh vào hai gò má bên trái của Xuân Sai, Giao cạo tựa hồ đã nhìn thấy cản Xuân Sai bị mình đánh trúng mặt. Nhưng Xuân Sai dùn người xuống, linh hoạt tránh một quyền này của Giao cạo, sau đó hắn len qua giữa Giao cạo và dây bảo hộ, sau đó một quyền đánh vào phần cổ của Giao cạo, đây là quyền thứ nhất của Xuân Sai. Thân thể Giao cạo một cái lảo đảo, gục thẳng vào dây bảo hộ. Xuân Sai không lập tức tung thêm một đòn, mà là đi tới trung tâm quyền đài, tạo ra một khoảng cách với giao cạo, trong khoảng thời gian này giao cạo có thể hít thở, thành công xoay người lại, hắn nhìn thấy Xuân Sai chạy lấy đà hai bước, đột nhiên bay lên trời, ở không trung phát ra một tiếng kêu quái dị, dơ thẳng hai đầu gối lên đá vào ngực hắn. Giao cạo kinh ngạc trước sức bật kinh người của đối phương, hắn giơ hai tay lên muốn chắn, nhưng hai đầu gối cứng rắn của Xuân Sai chọn dùng phương thức như vậy, Lực công kích tăng cường lên mấy lần, nện lên song trưởng của Dao Cạo, Dao Cạo bị đánh cho lui về phái sau, dựa vào dây thường phòng hộ mới không ngã xuống quyền đài. Tránh được công kích đầu tiên nhưng không tránh khỏi lần hai, khử tay trái của Xuân Sai đã hung hăng nện vào đỉnh đầu của Dao Cạo. Dao Cạo bị khử tay của Xuân Sai đánh cho trước mắt tối sầm, cả người lắc lư rồi ngã đến rầm, ý chí của hắn cũng tính là cứng cỏi, vội vàng tóm lấy dây thừng, cố gắng để không ngã xuống đất. Nhưng Xuân Sai lại tung thêm một quyền, quyền này chỉ là một cú đấm rất bình thường, không nhìn ra có gì tinh diệu, lực lượng cũng không lớn, nhưng một quyền này rõ ràng đã trở thành chí mạng. Giao Cạo rốt cuộc cũng không chịu nổi, dầm một tiếng ngã xuống, miệng mũi trào ra không ít máu. Hiện trường vang lên tiếng kinh hô, không ai ngờ được rằng người Thái Lan Thái Lan chỉ mấy chiêu đã đánh ngã được Giao Cạo. Đương nhiên phát ra kinh hô không phải bởi vì bọn họ bởi vì bọn họ lo lắng cho vận mệnh của Giao Cạo bọn họ đang đau lòng vì mình mất tiền. Xuân Sai tiến lên định công kích thì bị Trọng Tài ngăn lại. bắt đầu đếm số. dưới sân có không ít người cổ vũ cho Giao Cạo. nhưng nhìn thấy bộ dạng của thằng Ôn này căn bản là không đứng dậy tái chiến nổi nữa rồi. ánh mắt Xuân Sai quét xuống bên dưới, kêu ôm ôm. ý của hắn là còn ai dám lên nữa không? Tiết Vĩ Đồng không kiềm chế được nữa rồi. cô ta giật áo trương Dương, nói tam ca, anh đi lên đánh ngã hắn đi để hắn kiến thức sự lợi hại của công phu Trung Quốc chân chính. Trương Dương nhìn nhìn An Đạt Văn, phát hiện gã vẫn đang nhìn mình, Trương Dương cảm thấy thằng ôn này hôm nay đến dây khẳng định có mục đích, xuân sai trên quyền đài vươn tay ra chỉ vào Trương Dương, hay. Trương Đại Quan Nhân mắng thầm trong lòng, hay cái thằng bố mày, tao không biết mày, cũng không thù không oán với mày, có điều trong lòng hắn cũng rõ, con khỉ Thái Lan này là An Đạt Văn lôi tới đây để khiêu khích, xuân sai ở trên đài lại hay một tiếng, vươn tay ra chỉ chỉ vào Trương Dương, sau đó chỉ chỉ lên quyền đài, ý là, mày chỉ cần lên đây thì tao đập chết mày. Từ kiến cơ nhìn rất rõ, hắn nói khẽ tam đệ, cậu quen hắn à? Trương Dương lắc đầu nói, tuy rằng không biết hắn, nhưng quen An Đạt Văn và Trần An Bang, thằng khỉ Thái Lan này là một con chó do chúng huấn luyện ra. Trương 1493, truy cứu trách nhiệm 1 Nghe thấy Trương Dương nói vậy, Tiết Vĩ Đồng không khỏi bật cười, cô ta cảm thấy sự hình dung của Trương Dương thật sự là rất chuẩn xác, tam ca, thằng cha nó nhìn anh mà sụt kia. Từ kiến cơ nói, người không chấp chó, lão tam, mặc kệ hắn. Cảnh giới hiện tại của Trương Đại Quan Nhân tất nhiên là không hơi đâu đi chấp nhật với người Thái Lan đó, hơn nữa loại địa phương đánh hắc quyền ngầm này, cho dù mình nhảy lên đánh ngã thằng Thái Lan đó thì cũng chẳng có gì đáng thỏa mãn, chỉ chẳng qua trở thành công cụ mua vui cho người ta mà thôi khi trương dương đang chuẩn bị rời đi thì xuân sai chỉ vào trương dương rồi lại chỉ chỉ vào mông mình ý tứ là mày chỉ đủ tư cách chùi đít cho tao hiện trường phát ra tiếng cười vang người cười to nhất phải kể tới trần an bang thằng ôn này hiện tại cuối cùng cũng có cảm giác hãnh diện nhìn trương dương bị vũ nhục trong lòng rất vui trương đại quan nhân nhíu mày tiết vĩ đồng thì không nhịn được hét lên con khỉ kia có tin anh tao đánh cho mày răng rơi đầy đất không cô ta kéo cánh tay trương dương tam ca không thể nhịn mãi được anh nhịn được còn em thì không anh không lên thì em lên trương dương nói em mà lên thì chỉ có nước ăn đấm lòng dạ hắn rộng rãi thật nhưng vẫn không phải là người mềm tính xoay người bước lên quyền đài hiện trường thấy lại có trò hay để xem lập tức cùng nhau vỗ tay trung quốc trước giờ không thiếu quần chúng càng gặp gặp phải loại trường hợp này thì càng hưng phấn cốc hiến dương đi tới đi tới từ kiến cơ có chút không vui nhíu mày lão cốc làm trò gì vậy đám quyền thủ của anh còn làm ra chuyện sỉ nhục khách ư. Cốc Hiến Dương cười khổ giải thích, chuyện này thực sự không liên quan tới tôi, người Thái Lan này là tên thương nhân Hong Kong An Đạt Văn kia mang đến, căn bản chính là đến quấy rối, bởi vì hắn mà tôi đã tổn thất nghiêm trọng. Biểu diễn của Xuân Sai ở bên trên vẫn chưa kết thúc, tiếp tục làm ra những tư thế có tính vũ nhục, thằng ôn này có vẻ vô cùng phấn khởi. Trương Dương nói, tôi phải đi dạy cho thằng quát con này một bài học cốc hiến dương nói bí thư trương ngài nếu lên đài thì phải ký hiệp nghị trương dương vừa nghe vậy thì cũng có chút mất hứng sao anh muốn tôi phải ký lại giấy sinh tử với anh ư cốc hiến dương nói không phải ý này là để bảo đảm an toàn của tuyển thủ trương dương nói đừng có làm mấy cái chuyện vớ vẩn đó anh cứ ký với hắn là được tôi nhất định không sao trương đại quan nhân bước tới cạnh quyền đài rồi tung người nhảy qua dây bao hiện trường vang lên tiếng hoan hô. Trọng tài đi tới muốn nói gì đó. Trương Dương xua tay nói, không cần phải nói, tôi chỉ cần một chiêu thôi. Xuân sai miệng không ngừng lại nhảy, hai mắt thì lộ ra hung quang lường Trương Dương. Trần An bang dưới quyền đài thấp giọng nói với An Đạt Văn, thằng ôn này không đơn giản đâu. An Đạt Văn tràn ngập lòng tin nói, hắn có lợi hại hơn nữa thì cũng có thể lợi hại hơn được quyền Thái Lan ư. Tiếng chuông qua đi, Xuân Sai gầm một tiếng lao về phía Trương Dương, Trương đại quan nhân thân thể nhoáng lên một cái, thân ảnh đột nhiên tới trước mặt Xuân Sai, giơ tay lên tắt hắn một cái, khiến cho Xuân Sai quay mỏng mòng tại chỗ, sau đó nhấc chân đá bay thằng ôn này ra ngoài, Xuân Sai ở trước mặt Trương Dương căn bản không có sức hoàn thủ, thân thể như đằng vân giá vỗ bay lên, ngã xuống đúng trước mặt An Đạt Văn. Không ai đoán được Trương Dương chỉ cần một cái tát và một cú đá đã khiến Xuân Sai biến thành thế này. Lại nhìn Xuân Sai nằm hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều không bao lâu sau thì tay chân co giật kịch liệt người chung quanh bị dọa cho sợ hãi la hét liên tục an đạt phăn cúi người cầm tay xuân sai tựa hồ đang thử mạch của hắn sau đó thì ghé lên người hắn nghe nhịp tin bỗng nhiên hét lớn mau mời bác sĩ tới đây anh ta không xong rồi bác sĩ vội vàng xách túi thuốc chạy tới trương dương cũng không ngờ lại nặng như vậy mình rõ ràng không dùng lực mà chỉ thắt một cái rồi bồi thêm một cước mà thôi chẳng lẽ thật sự đánh tới mức xảy ra án mạng ư? Tiết Vĩ Đồng cũng nhìn ra tình huống không ổn, nói với Trương Dương, đi thôi, mau rời khỏi nơi thị phi này. Không ít người muốn chạy tới xem náo nhiệt, nhưng Cốc Hiến Dương đã cho người cách ly quyền đài, đánh hắc quyền so với thi đấu quyền anh thì nguy hiểm hơn nhiều, trong quá trình thi đấu tình huống gì cũng có khả năng xuất hiện, Cốc Hiến Dương đối với tình trạng có thể phát sinh đều có chuẩn bị tâm lý, cũng làm tốt các biện pháp phòng ngừa, hắn cùng lúc tổ chức nhân viên tiến hành cứu giúp Xuân Sai. Về phương diện khác thì bắt đầu an bài cho khách nhân rời khỏi sân, đương nhiên đám người Trương Dương và An Đạt Văn thì không đi. Trương Dương là người chịu trách nhiệm chủ yếu trong sự kiện lần này, An Đạt Văn thì là phía đại biểu cho lợi ích của Xuân Sai, lần này hắn không hề bất ngờ gì đa đứng ở mặt đối lập với Trương Dương. Trương đại quan nhân cho rằng chuyện này thật sự quá mức kỳ quái, võ công tu luyện đến trình độ của mình, ra tay có thể khống chế một cách tùy tâm sở dục, hắn dánh Xuân Sai hai cái tuy rằng rất nặng nhưng tuyệt không nguy hiểm đến tính mạng, cho dù là đối với người bình thường cũng vậy, huống chi là đối với một cao thủ quyền thái có năng lực chịu đòn siêu cường, chuyện này khẳng định có điều cổ quái, Trương Dương đi tới muốn xem tình huống của Xuân Sai, thuận tiện kiểm tra thương thế của hắn một chút. Lại bị một người bên cạnh An Đạt Phan ngăn lại, người nó gào lên, người đã bị anh đánh chết rồi, anh còn muốn làm gì nữa? Hung thủ giết người. Trương Dương nhíu mày, lạnh lùng nói, nói chuyện thì phải chịu trách nhiệm, đừng có tùy tiện chụp mũ cho người khác. An Đạt Phan nói, A à Đông, đừng có nói năng linh tinh, Trương Tiên Sinh, anh đừng trách, thủ hạ của tôi không hiểu chuyện. Trần An Bang ở bên cạnh nói, nhưng thoạt nhìn hình như đã chết thật rồi, nếu chết thì chuyện này phiền toái to đấy. Tiết Vĩ Đồng tức giận nói, phiền toái to cái gì? Hắn đã dám lên đài thi đấu thì phải chuẩn bị tâm lý cho tất cả những chuyện có thể xảy ra, trách nhiệm không thể đổ lên đầu người khác được. Cô ta đương nhiên ra sức bảo vệ Trương Dương. Từ kiến cơ dù sao cũng là người già dặn, hắn nhìn thấy tình huống không ổn, nói với Cốc Hiến Dương, ông chủ Cốc, tôi thấy hay là mau đưa người tới bệnh viện đi, trăm ngàn lần đừng để chậm chế chuyện trị liệu, xảy ra vấn đề, anh là chủ sự cũng phải chịu trách nhiệm. Mục đích từ kiến cơ nói như vậy cũng là để giúp Trương Dương trốn tránh trách nhiệm. Trần An Bang nói, tôi thấy hay là báo cảnh sát đi, mạng người quan trọng, không thể nào đùa được đâu. Thằng Ôn này đối với Trương Dương vẫn luôn hận tới ngứa răng, có cơ hội bỏ đá xuống giếng tuyệt không do dự. Tiết Vĩ Đồng nghe thấy hắn nói như vậy thì không khỏi phát hỏa, Trần An Bang, chuyện này có liên quan gì tới anh ư? Anh chen vào làm cái gì? Nếu đã dám lên quyền đài, phải chuẩn bị cho tình huống này, cho dù chết thì cũng là tự hắn muốn chết, đổ tại cho ai được chứ? Tiểu tử tên là A Đông kia tính tình rất nóng nảy, nghe thấy Tiết Vĩ Đồng nói vậy, không khỏi giận dữ hết bà tám nói gì vậy hả, còn dám. Đét một cái, là An Đạt Phan ra tay, hắn xuống tay không chút lưu tình, đánh cho mặt A Đông sưng phù lên, dấu tay nổi rõ, An Đạt Phan nổi giận nói, thằng mất dậy, có phần cho mày lên tiếng à. Sao dám vô lễ như vậy với Tiết Tiểu Thư? Sau đó mỉm cười nói với Tiết Vĩ Đồng, Tiết Tiểu Thư, ngại quá, tôi đối thủ hạ nhân thiếu quản giáo, đều là lỗi của tôi. Tiết Vĩ Đồng tuy rằng tính tình không tốt, nhưng cô ta cũng không thèm so đó với một gã hạ nhân bình thường, và lại chuyện này khẳng định là An Đạt Phan cố ý cho phép, nếu không tên A Đông kia sao có gan bố láo như vậy, nơi này không phải là Hong Kong, cố ước thúc hành vi của mình đi, đừng có để té ngã, nếu không thì mặt mũi bầm dập khó coi lắm. An Đạt Phan nghe ra những lời này của cô ta rõ ràng là nói với mình, hắn cười lạnh, nhìn Xuân Sai vẫn đang nằm trên mặt đất không nhúc nhích tôi thấy hay là báo cảnh sát đi. Nghe thấy ba chữ báo cảnh sát tất cả mọi người đều biến sắc sắc mặt của cốc hiến dương cũng rất khó coi hắn là người tổ chức trận đấu nếu chết người thật người phiền toái nhất là hắn đương nhiên trương dương cũng sẽ không thoát khỏi trách nhiệm hắn cũng thấy an đạt văn này hôm nay là có chuẩn bị mà đến an đạt văn hẳn là nhằm vào trương dương nhưng mình lại không thể tránh bị liên lụy cốc hiến dương nói tôi đã sớm nói qua rồi chỉ cần lên quyền đài sẽ phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất trước chuyện hắn đã ký tuyên bố miễn trách nhiệm cho dù xảy ra chuyện thì cũng không liên quan tới anh." An Đạt Phân nói, ông chủ cốc nói anh không liên quan, vậy thì ý của anh là trách nhiệm đều là của Trương Tiên Sinh. Xảy ra chuyện như vậy tôi cũng rất đau lòng, Xuân Sai là bạn tốt của tôi, chúng ta không phải là thường nói, hữu nghị là quan trọng nhất, thứ hai mới tới thì đấu ư, mọi người trao đổi võ học, điểm tới là dừng, nhưng không nói là mang tính mạng ra mà đánh, hiện tại Xuân Sai đã chết, là bằng hữu Tôi không thể không điều tra rõ chuyện này, chẳng lẽ để che giấu trách nhiệm mà khiến cho anh ta phải chết không minh bạch như vậy ư? chương 1494, truy cứu trách nhiệm 2 Từ kiến cơ nói, trách nhiệm khẳng định phải tra ra, nhưng rốt cuộc là ai phải chịu trách nhiệm thì chúng ta trong lòng biết rõ. Hắn nói với An Đạt Văn, An Tiên Sinh, chúng ta sang bên nói chuyện. An Đạt Văn gật đầu, đi theo từ kiến cơ sang một bên, từ kiến cơ nói khẽ, An Tiên Sinh, người sáng mắt không nói lời vòng vo, con người tôi làm bất kỳ chuyện gì cũng thích công bằng, hiện tại người đã thành như vậy, anh muốn như thế nào? An Đạt Phan nói, cho người chết một cái công đạo. Từ kiến cơ nói nói cái giá đi, ý của hắn là dùng tiền để dẹp yên chuyện này. An Đạt Phan lại, tôi không thiếu tiền, từ tiên sinh không phải tôi không nền mặt anh, tôi muốn hỏi anh, nếu anh ở góc độ của tôi, nhìn thấy bạn mình thành thế này, anh sẽ bỏ qua ư, anh sẽ nhận bồi thường ư. Từ kiến cơ gật đầu, ánh mắt chuyển thành lạnh lùng, tôi hiểu, an tiên sinh, có câu tôi phải nhắc nhở anh, làm người phải lưu lại ba phần dư địa, nơi này là kinh thành, một người hong Kong như anh cho rằng có thể gây nên sóng gió ở mảnh đất này ư. Ừ. Từ kiến cơ hiển nhiên đã tức giận rồi. An Đạt Phan mỉm cười nói, sắp tới năm 97 rồi, không có người Hong Kong hay là người Kinh Thành gì cả, mọi người đều là người Trung Quốc, ở trên địa bàn của mình, đương nhiên sẽ phụng hành hai chữ công bình này, từ Kiến Cơ nói, công bình ở bất kỳ xã hội nào, ở bất kỳ nơi nào cũng chỉ thuộc về một bộ phận người, hai chữ này tuyệt đối sẽ không đứng ở bên anh. An Đạt Phan mỉm cười nhìn Từ Kiến Cơ, ý tứ là chúng ta cứ chờ xem. Khi hai bên đang đối chọi gay gắt thì Trương Đại Quan Nhân vẫn không tham dự vào, là người chịu trách nhiệm chủ yếu trong chuyện này, mà giống như chuyện này không liên can tới hắn vậy. Trương Đại Quan Nhân lúc này đã tới trước mặt Xuân Sai, cầm tay hắn lên, lòng hắn tràn đầy nghi hoặc cũng muốn nhìn xem Xuân Sai rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trương Dương rất có lòng tin đối với sự ra tay của mình, một quyền vừa rồi hắn nắm chắc chừng mực, không thể là chí mạng, nhưng Xuân Sai vẫn nằm xuống không đứng dậy được. Trương Dương đã minh bạch toàn bộ quá trình, từ Xuân Sai lên đài khiêu khích mình, 89 phần 10 đều là An Đạt Văn cố ý an bài, mục đích chính là nhằm vào mình, Trương Dương tuyệt không tin chuyện xảy ra hôm nay chỉ là ngẫu nhiên. Trương đại quan nhân thử mạch môn Xuân Sai, trong lòng lập tức biết được thằng ôn này không chết, vẫn còn một hơi thở, có điều tình huống không tốt lắm, đã ở vào trạng thái hấp hối, từ mạch tượng của Xuân Sai cho thấy, sơn sốc của hắn không liên quan gì tới một trường một cước vừa rồi của mình. Khi Trương Dương đang chuẩn bị động thủ cứu người thì tên A Đông kia nhào tới, gầm lên, anh đừng có chạm vào anh ta. Còn chưa đi tới cạnh Trương Dương thì Tiết Vĩ Đồng đã không nhịn được, cô ta tiến lên đá một cước vào bụng A Động, Tiết Vĩ Đồng cũng không phải là hạng ngồi không, lửa giận đè nén lâu như vậy rồi, nhất định phải tìm một phương thức để phát tiết. Tiết Vĩ Đồng từ nhỏ đã được coi như con trai để nuôi, tuyệt đối là phụ nữ không nhường đàn ông, phân lượng của một cước này không phải nhẹ, đừng nhìn A à Đông trông cao lớn thô kệch, bị một cước này của Tiết Vĩ Đồng đá trúng, cũng ngã dập mông xuống đất. Cốc Hiến Dương vội vàng đứng giữa can, chuyện đã loạn tới mức này, hắn thật sự có khổ mà khó nói, không muốn chuyện ác hóa thêm nữa. Cốc Hiến Dương nói, mọi người trước tiên dừng tay đã, cứu người đã rồi nói sau. An Đạt Phan nói, tôi thấy hay là mau đưa tới bệnh viện đi, Trần Công Tử nói đúng, thông chi cho cảnh sát, việc nhận định trách nhiệm cụ thể sẽ giao cho cảnh sát. Ý định của thằng ôn này là muốn làm lớn chuyện, muốn dồn Trương Dương vào khổn cảnh. Sự kiến lần này là xoay xung quanh Trương Dương và Xuân Sai, có điều người trung tâm của sự kiện vẫn nằm dưới đất, vậy mà Trương Dương vẫn bình tĩnh kiểm tra mạch môn của Xuân Sai, ngay cả An Đạt Văn cũng không thể không bội phục sự chấn định của hắn nhân mã hai phía đang rằng co thì trương đại quan nhân cuối cùng chậm rãi lên tiếng, xuân sai lúc trước có phải đã uống một loại thuốc kích thích để tăng cường thể chất không? Hắn thông qua mạch tượng của xuân sai đã nhận thấy được sức khỏe của xuân sai có vấn đề, loại mạch tượng này chắc là thông qua một loại dược vật nào đó để trong thời gian ngăn kích thích cơ năng thân thể, kích phát tiềm lực của bản thân. Trên mặt An Đạt Văn hiện ra một tia kinh hoàng không dễ phát giác, tuy rằng là chỉ thoáng hiện, nhưng Trương Dương thì lại nhìn rất rõ, đây không chỉ là bởi vì ánh mắt của hắn nhạy bén, mà là bởi vì từ lần phát sinh bất ngờ này của Xuân Sai, Trương Dương đã cho rằng là An Đạt Văn ở sau lưng phá rối, tất nhiên phải lưu ý kỹ tới thằng ôn này. An Đạt Văn giật mình là kế hoạch của mình vô cùng bí mật, sao Trương Dương biết được? Trần An bang đối với Trương Dương oán hận chất chứa rất sâu, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, trong lòng vui như nở hoa, bất kể điểm xuất phát của trận đấu này là gì, hiện tại Xuân Sai đã xảy ra chuyện, Trương Dương phải gánh vác trách nhiệm nếu Xuân sai chết, Trương Dương cho dù nhảy vào Hoàng Hà cũng không thoát khỏi được liên quan. Trần An Bang lần đầu tiên gặp Trương Dương, mỗi lần giao thủ đều rơi vào thế hạ phong, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội bỏ đá xuống giếng, hắn lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu bấm số 110 để báo cảnh sát. An Đạt Phân và Trần An Bang trao đổi ánh mắt, khóe môi lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, trong mắt bọn họ, Trương Dương hiển nhiên đã rơi vào bàn cờ được bố trí tỉ mỉ, một khi hắn dẫm vào, sẽ lún sâu xuống bùm, bất kể hắn có nhìn ra chỗ ảo diệu trong đó hay không thì hiện tại tất cả đều đã chú thành, muốn hóa giải phiền toái này là không thể. Về phương diện bỏ đá xuống giếng thì Trần An Bang so với An Đạt phân càng triệt để hơn, hắn đang chuẩn bị báo cảnh sát thì Cốc Hiến Dương nhìn ra tình hình không đúng, vội vàng chạy tới nói An Bang đừng, trước tiên đưa đến bệnh viện đã. Cốc Hiến Dương không muốn làm lớn chuyện, chuyện này to ra thì đối với hắn cũng không có lợi, chỉ cần là tổ chức đấu hắc quyền lại liên quan tới đánh bạc thì cũng đủ cho hắn toi đời rồi trong mắt cốc hiến dương trần an bang chỉ là hạng trẻ con khi hắn bắt đầu có danh tiếng ở giới thái tử thì trần an bang vẫn chỉ là một thằng bé đái dầm ỉa đùn cốc hiến dương cho rằng trần an bang chắc sẽ nể mặt mình nhưng thường thường suy nghĩ của con người lại khác hẳn hiện thực trần an bang khăng khăng không nể mặt hắn trần an bang nói cốc tổng mạng người quan trọng hơn cốc hiến dương trong lòng cả giận con mẹ mày trần an bang mày tính gì vậy chuyện này có liên quan tới mày ư ta coi như nhìn ra rồi mày và an đạt văn hai người mặc chung một cái xịp hôm nay là giáp tây tới phá quán thật ra phàm là người có chút nhãn lực đều có thể nhìn ra chuyện này vô cùng kỳ quái từ xuân sai lên đài khiêu chiến đến hắn chửi bới sỉ nhục trương dương lợi dụng phép khích tướng khích trương dương lên đài cả sự kiện này chính là một âm mưu nếu trương dương lựa chọn nhẫn nhịn nhiều nhất cũng chỉ bị đám người này chửi bới vài câu nhưng tính tình của trương đại quan nhân tuyệt đối không nhịn được giận cuối cùng nhảy lên quyền đài, kết quả rơi vào khốn cảnh hiện tại. Tiết Vĩ Đồng có chút hối hận, người giật dây Trương Dương lên tỉ thí là cô ta, hiện tại gây ra phiền toái như vậy, tuy rằng bọn họ đều có bối cảnh, cũng đều có quan hệ, nhưng nếu tên Xuân Sai kia chết thì tối nay chính là một vụ kiện liên quan tới mạng người, không thể dễ dàng cho qua. Trương Dương lại là người trong thể chế, bởi vậy không biết sẽ tạo thành ảnh hưởng như thế nào. Tiết Vĩ Đồng nhìn An Đạt Phan mặt lộ vẻ đắc ý ở bên cạnh trong lòng căm thức vô cùng, cô ta bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, cầm điện thoại lên bấm số, nhưng điện thoại lại bật. Từ kiến cơ cũng phát hỏa rồi, nói Trần An Bang, Trần An Bang, anh báo cảnh sát thử xem. Trần An Bang đối với từ kiến cơ vẫn vô cùng kiêng kỵ, nghe thấy hắn nói như vậy thì không khỏi có chút do dự, hắn nhìn nhìn sang An Đạt Phân. An Đạt Phân nói, hay là để cảnh sát tới xử lý đi, mạng người quan trọng mà. Hắn lấy điện thoại ra còn chưa kịp bấm số thì di động đổ chuông, hắn nhìn số, rất trịnh trọng đi sang một bên nhấc máy. Đầu kia điện thoại truyền đến một giọng nói trầm thấp, đừng làm nữa. An Đạt Phan ngây ra một thoáng, gì cơ? Hắn không hiểu ý tứ của đối phương. Đừng tiếp tục làm nữa, dừng tất cả hành động nhắm vào hắn. An Đạt Phan nhìn thoáng qua Trương Dương đang đứng xa xa, hắn lắc đầu nói, quá muộn rồi, xuân sai hình như không cứu được rồi. Đầu kia điện thoại lâm vào trầm mặc, một lát sau An Đạt Văn mới nghe được tiếng tút tút. Trương Dương với cốc hiến Dương hỗ trợ nâng Xuân Sai dậy, hắn bỗng nhiên một trưởng vỗ vào trên thiên linh cái của Xuân Sai, tất cả mọi người đều lắp bắp kinh hãi, Xuân Sai cả người chấn động, Trương Dương lật tay tát Xuân Sai hai cái, sau khi đánh xong, nhấc chân đá vào ngực Xuân Sai. Người chung quanh nhìn thấy cảnh này, ngay cả mọi người đứng ở phía Trương Dương cũng có chút nhìn không nổi, Xuân Sai tuy rằng đáng giận, nhưng dù sao cũng đã hấp hối, Trương Dương liên tiếp ra tay với một người sắp chết thì cũng quá đáng rồi, chẳng lẽ Trương Dương còn ngại thằng ôn này chết không đủ mau ư? Trương 1495, không có thời gian một. Lại nhìn Xuân Sai, sau khi bị Trương Dương đánh một hồi, ngực không ngờ phập phồng, mí mắt giật giật, chậm rãi mở ra, người chung quanh phát ra tiếng kinh hô, trong đó có sự mất mát, ví dụ như đám Trần An Bang, cũng có người kinh hỉ, như Cốc Hiến Dương, Tiết Vĩ Đồng, Vấn đề hôm nay chính là ở sự sống chết của Xuân Sai, nếu Xuân Sai không có việc gì, tất cả phiền toái tất nhiên sẽ được giải quyết dễ dàng. Xuân Sai chậm rãi ngồi dậy, hai mắt mờ mịt, hắn theo bản năng sờ sờ hai gò má, chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, ngược cảm thấy như phiên giang đảo hải, bỗng nhiên mở miệng, nôn mửa trước mặt mọi người, không ít người đang vây xem ở hiện trường vội vàng quay đầu đi, cảnh này thật quá kinh tởm. Trương Dương chậm rãi đứng lên, quay sang An Đạt Văn nói, An Tổng thật sự là cân nhắc chu đáo, nếu mạng người quan trọng, đương nhiên phải thông chi cho cảnh sát rồi. An Đạt Văn lúc này sắc mặt vô cùng khó coi, hắn cũng không rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, xuân sai vì sao đột nhiên tỉnh lại, không phải nói sau khi tiêm vào loại dược vật này, tuy rằng có thể trong khoảng thời gian ngắn để thăng thể chất, nhưng sau khi qua đi thì sẽ giàu hết đèn tắt ư. Sao Trương Dương đánh hắn một lượt, thằng ôn này liền tỉnh lại. Cốc Hiến Dương là người cao hứng nhất, nếu Xuân Sai chết, người gặp phiền toái nhất chính là hắn, hắn hung hăng lườm Trần An Bang một cái, cười lạnh nói, "Trần An Bang, chuyện hôm nay chúng ta để hôm khác tính tiếp." Trong lời nói tràn ngập vẻ uy hiếp, chuyện Trần An Bang bỏ đá xuống giếng hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. An Đạt Văn trở mặt cực nhanh, hắn cười nói, "Xuân Sai không có việc gì là tốt rồi, mọi người đều là người một nhà, trăm ngàn lần đừng làm thương tổn hòa khí." Tiết vĩ đồng khinh thường nói, ai là là người một nhà với mày. Thật đúng là lấy mình ra làm bản ăn. Lương Bách Nhi lắc lắc cánh tay An Đạt Phan nói, A Phan, chúng ta đi trước đi. An Đạt Phan gật đầu, tình thế thay đổi đột ngột, Hắn ở lại chỗ này cũng không có ý nghĩa gì. Hắn bảo A Đông đỡ Xuân sai dậy. Trương Dương lại, chậm đã. Hắn nói với Xuân sai, anh có muốn giữ mạng không? Xuân sai ngây ra một thoáng, kinh ngạc nhìn Trương Dương thằng ôn này không phải là không biết hán ngữ. Trương Dương nói, anh nghe hiểu được hán ngữ ư. Xuân sai cắn cắn môi. Trương Dương dùng truyền âm nhập mật nói, anh đã tiêm vào một loại thuốc có tính nóng cực cao nào đó rồi, thúc đẩy thân thể trong khoảng thời gian ngắn đạt tới trạng thái đỉnh phong. Nhưng hành vi như vậy sẽ mang đến hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, nếu thân thể của anh không tiến hành điều trị đúng lúc, anh tuyệt đối sống không quốc 3 tháng sau khi Xuân Sai nghe Trương Dương nói xong thì vẻ mặt trở nên cực kỳ hoảng sợ Trương Dương. Trương Dương nói, còn muốn giữ mạng thì nghe lời tôi, ba ngày sau tới tìm tôi. An Đạt Phan nhìn thấy Trương Dương miệng động đậy, nhưng không nghe thấy hắn đang nói gì, trong lòng rất kỳ quái, thật ra cũng có khối người kỳ quái như hắn. Không ai nghĩ rằng Trương Dương biết môn công phu truyền âm nhập mật trong truyền thuyết này, trừ đối tượng mục tiêu ra, những người khác căn bản không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào. Đám người An Đạt Phan đi rồi, Trương Dương cũng cũng chuẩn bị rời đi, Cốc Hiến Dương đuổi theo nói, "Bí thư Trương xin dừng bước." Trương Dương xoay người lại, nhìn Cốc Hiến Dương đang mặt mày tươi cười, nói, "Ông chủ Cốc tìm tôi có việc gì?" Thật ra Trương Dương cũng không cần an ủi, người thực sự cần an ủi là Cốc Hiến Dương, từ lúc Trương Dương bắt mạch cho Xuân Sai thì đã nắm rõ tình trạng của hắn, cũng xác định là mình có thể cứu sống hắn, Trương đại quan nhân sở dĩ đợi lâu như vậy mới ra tay là muốn xem đám khỉ này diễn kịch như thế nào đám nhóc con An Đạt Văn, Trần An Bang quả nhiên là cấu kết với nhau làm việc xấu, chẳng những lập bẫy muốn mình rơi vào, hơn nữa còn không ngừng nhảy ra bỏ đá xuống giếng, An Đạt Văn làm ra loại chuyện này thì Trương Dương không lấy làm lạ. Nếu không nể tình của An Lão và An Ngữ Thần, Trương Đại Quan Nhân đã sớm phế đi thằng ôn này, nhưng Trần An Bang không ngờ vẫn dám đối nghịch với mình, thằng ôn này quả nhiên là vô lại. Người ta khi cùng chung mối thù thì rất dễ dàng tìm được cộng hưởng, Cốc Hiến Dương và Trương Dương cũng thuộc loại này, tối nay An Đạt Phan suýt nữa đã lừa được hai người họ vào trong, hai người tất nhiên trở thành chiến hữu cùng một trận tuyến, Cốc Hiến Dương mời Trương Dương ăn cơm cũng là phủ lên ý mừng công. Vừa là để mừng công cho thắng lợi của Trương Dương, vừa là để mừng sân đấu quyền ngầm của mình lại bình an vượt qua một kiếp. Trương Dương vẫn đang đói bụng, lúc trước Tiết Vĩ Đồng tuy nói mời hắn ăn cơm Nhật Bản, nhưng đồ ăn đó không hợp với khẩu vị của Trương Đại Quan Nhân, Trương đại quan nhân khẩu vị luôn nghiêng về truyền thống, thích mỹ thực Trung Hoa, trong mắt hắn ăn cá sống không bằng được ăn cá nướng, rượu sake không thể bảo bằng được quốc tử. Rượu và thức ăn xuống bụng, tâm sự cũng thoải mái hơn, sự thoải mái của trương đại quan nhân không chỉ đến từ chính thân thể mình, mà còn là ở trên tinh thần, thành công hóa giải âm mưu của An Đạt Văn, đối với hắn mà nói thì cũng là tránh được một kiếp. Biểu hiện của cốc hiến dương thì càng vui mừng hơn, hắn cầm chén rượu ở trước mặt lên, nói, bí thư trương, hôm nay may mà có anh nếu không thì chuyện này phiền to rồi trương đại quan nhân cầm chén rượu lên uống với hắn thở dài nói thật ra hôm nay căn bản không muốn lên đài tiết vĩ đồng ở bên cạnh ấy náy nói đều do em nếu không phải em thúc anh lên thì cũng sẽ không xảy ra chuyện lớn như vậy trương dương cười nói chuyện đã qua rồi tái ông mất ngựa mới biết là phúc hiện tại anh không phải đã bình an vô sự ư từ kiến cơ nói, vị tam đệ này của tôi trước giờ đều là phúc lớn mạng lớn tạo hóa lớn, khó khăn gì cũng không quật ngã được hắn. Cốc Hiến Dương nói, chuyện hôm nay may mà có bí thư Trương, tôi lại kính anh một ly. Trương Dương nói, ông chủ cốc quá khách khí rồi, mọi người đều là người một nhà, nếu không phải gặp loại chuyện này, chúng ta cũng không thể ngồi chung một thuyền. Cốc Hiến Dương cười nói, không sai, tình bạn của chúng ta mở ra một khởi đầu tốt đẹp, cái này gọi là đồng tâm hiệp lực. Trương Dương nói, ông chủ cốc, nói một câu không dễ nghe nhé, đấu quyền ngầm nguy hiểm lắm, cho dù hôm nay không xảy ra chuyện, sớm muốn gì cũng có. Cốc Hiến Dương thở dài, còn không phải ư, chơi nhiều năm rồi, tôi ở trong lòng cũng có chút chán, gần đây đang định nhượng lại. Tiết Vĩ Đồng chừng mắt nhìn Cốc Hiến Dương, nói anh không chơi nữa thì về sau chúng tôi tới chỗ nào náo nhiệt đây. Cốc Hiến Dương nói, vốn tôi vẫn còn có chút do so dự kết thúc sinh ý này, có điều trải qua chuyện đêm nay, Tôi đã hoàn toàn hạ quyết tâm. Từ kiến cơ cũng tỏ vẻ lý giải Cốc Hiến Dương, Cốc Hiến Dương mấy năm nay dựa vào sinh ý này buôn bán lời không ít, đấm quyền ngầm, đánh bạc ngầm, nhưng chuyện này tất cả đều không hợp pháp, nếu không Cốc Hiến Dương có chút bối cảnh, hành vi của hắn mấy năm nay đã đủ để hắn bóc lịch cả đời rồi. Không có ai muốn vĩnh viễn sống trong thấp thỏm, tuy rằng lợi nhuận rất lớn, nhưng nguy hiểm đồng dạng cũng rất lớn, sau khi Cốc Hiến Dương tích lũy được tài phú nhất định, bắt đầu cân nhắc sống kiểu khác. Từ kiến cơ nói, thật ra sinh ý này vẫn có thể làm được, có điều không phải ở kinh thành. Cốc hiến dương cười nói, tôi không có nhiều dã tâm, ăn nhỏ là rút thôi. Những lời này của Cốc hiến dương hiển nhiên là nghĩ một đằng nói một nẻo, thật ra hắn gần đây đã ký được một khách sạn ở Macau, nếu tất cả thuận lợi, không bao lâu nữa hắn sẽ chuyển trọng tâm sinh ý sang bên đó. Cảm giác mà Cốc hiến dương tạo cho Trương Dương là người láo cá, loại người ở giữa trắng và đen, tuy rằng là con cháu của cán bộ cao cấp, nhưng hắn khác với Từ Kiến Cơ, Tiết Vĩ Đồng, chuyện mà hắn làm là ở bên mép pháp luật, cho nên Trương Dương đối với Cốc Hiến Dương biểu hiện ra vẻ cảnh giác nhất định. Tuy rằng hắn có thể nhìn ra Cốc Hiến Dương thật lòng tốt với mình, đầy ý tứ kết giao, nhưng tiêu chuẩn kết bạn của Trương Đại Quan Nhân cũng khá nghiêm khắc, theo sự lịch lãm sâu hơn ở trong quan trường. Theo sự biến hóa của địa vị xã hội, Trương Đại Quan Nhân cũng trở nên cẩn thận hơn rất nhiều, không sợ kẻ trộm, chỉ sợ kẻ dối lòng buổi tối trương đại quan nhân không hề uống quá nhiều, nào bụng rồi lập tức đứng dậy cáo từ. Khi ở bãi đỗ xe chia tay với từ kiến cơ, Trương Dương đề xuất mời chủ nhiệm lớp La Quốc Thịnh ra ngoài ăn, tình cảm cần phải giao lưu, hắn tới trường đảng học càng lúc càng ít, biểu hiện bình thường cũng rất là bình thường, cho nên muốn thông qua quan hệ, tận lực biến lời bình tốt nghiệp đẹp một chút. Từ kiến cơ cười nói, chuyện này cậu không cần lo lắng, lát nữa tôi sẽ an bài giúp cậu, mời y ra ăn cơm thì miễn đi. Trong mắt Từ Kiến Cơ, một lão sư của trường đảng không tính là gì. Tình tự của Trương Dương tối hôm đó không cao, sau khi chia tay với Tiết Vĩ Đồng thì tới ban chú kinh Bắc Cảng, hoặc Vân Châu trước đó đã an bài cho hắn, phải lại mấy ngày nay bí thư thị ủy Hạng Thành đều ở kinh thành, tới ban chú kinh gặp mặt hắn nhiều thì cũng tốt cho quan hệ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1495.